Ban biên tập kênh YouTube Sách và Bạn xin hân hạnh mời quý vị tiếp tục nghe phần 2 nói về cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chúng tôi có để link của phần 1 ở phía bên dưới phần bình luận dành cho những khán giả nào chưa nghe phần 1. Giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với chương 8. Tâm tình đạo đức và cách các vật vô tri như được Ngài thu hút. Lòng đạo đức chân thật, theo như lời Thánh Tông Đồ dạy, thì lợi ích mọi bời. Và lòng đạo đức ấy đã đầy tràn và thấm sâu vào tâm hồn Francisco, đến mức hầu như đã chiếm lĩnh trọn vẹn người tôi tớ Chúa. Lòng đạo đức ấy nâng Ngài lên đến Chúa bằng tâm tình sốt mến, biến đổi Ngài nên giống Chúa Kitô bằng sự thương cảm, hướng Ngài đến người khác bằng tình nhân ái và đưa Ngài trở lại tình trạng vô tội thuở ban đầu bằng việc hòa giải đại đồng. Lòng đạo đức thúc đẩy Ngài quan tâm đến vạn vật. Tuy nhiên, Ngài vẫn đặc biệt quan tâm đến các linh hồn được máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô cứu độ. Vì thế, khi thấy các linh hồn bị vướng một vết bẩn nào đó của tội lỗi, Ngài buồn sầu và ân cần lo lắng như một người mẹ, mỗi ngày sinh họ ra trong Chúa Kitô. Và đây là lý do khiến Ngài tôn kính những vị phục vụ lạy Chúa. Các vị gầy dựng dòng dõi cho những người anh quá cố, tức là cho Đức Kitô, đấng đã chịu đóng đinh vì những tội lỗi, bằng việc quan tâm giúp tội nhân hoán cải và nhiệt thành hướng dẫn họ. Ngài cho rằng một công việc phục vụ như thế đẹp lòng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân ái hơn mọi hy lễ, nhất là khi được thực hiện với nhiệt tình của bác ái hoàn hảo. Bằng gương sáng hơn là bằng lời nói, bằng cầu nguyện trong nước mắt hơn là bằng thuyết giảng hùng hồn. Chính vì thế Ngài cho rằng phải khóc thương như khóc thương một kẻ không có lòng đạo đức thật. Vì giảng thuyết nào khi giảng dạy không tìm kiếm việc cứu rỗi các linh hồn nhưng lại chỉ mong tìm lời tán thưởng của thiên hạ, hoặc có lối sống hư hỏng và vì thế phá đổ những gì xây dựng được bằng lời giảng dạy chân lý. Theo Ngài, một anh em ít học, ăn nói khó khăn mà có đời sống gương mẫu, thúc đẩy người khác làm lành vẫn đáng kính trọng hơn nhiều. Ngài vẫn thường giải thích câu kinh thánh: người son sẻ sinh năm đẻ bảy theo nghĩa ấy. Ngài nói, người son sẻ là người anh em bé mọn không có phần sự trực tiếp sinh hạ con cá cho hội thánh, nhưng vào ngày phán xét, người ta sẽ thấy anh là mẹ đông con, vì đấng xét xử sẽ tính vào số vinh quang của anh những người mà anh đã đưa về với Chúa Kitô bằng lời cầu nguyện thầm lặng của mình. Còn mẹ nhiều con ủ rũ héo tàn là vì người thuyết giảng huynh hoang lắm lời, hiện vui mừng vì số đông người như thể được sinh ra do tài đức của mình, lúc bấy giờ sẽ nhận thấy rằng mình chẳng có công lao gì nơi những người ấy. Vì hết lòng ao ước và cháy lửa nhiệt thành lo lắng cho phần rỗi các linh hồn, nên Ngài nói Ngài cảm thấy như được tràn ngập thứ hương thơm ngọt ngào nhất và được sức dầu quý giá mỗi khi nghe có nhiều người được hoán cải theo đường chân lý nhờ hương thơm tiếng tốt của các anh em thánh thiện ở những nơi xa xôi. Thần trí Ngài hớn hở vui mừng khi nghe nói về những anh em như thế, và Ngài dành nhiều lời chúc lành hoàn toàn xứng đáng cho những anh em ấy vì họ đang dùng gương lành và lời nói mà lôi cuốn người tội lỗi về cùng tình yêu Chúa Kitô. Cũng vì vậy, những ai làm tổn thương đến sự thánh thiện của đời sống tu trì bằng những việc làm xấu xa phải chịu hình phạt hết sức nặng nề là lời chúc dữ của Ngài. Ngài nói, lạy Chúa Chí Thánh, những kẻ phá đổ và hủy hoại những gì mà Chúa đã từng xây dựng và còn không ngừng xây dựng qua các anh em thánh thiện của dòng, bằng các việc làm gây gương mù gương xấu, chớ gì họ phải chịu lời chúc dữ của Chúa, của toàn thể triệu thần thiên quốc và của con là tôi tớ hèn mọn của Chúa. Ngài thường rất đau khổ vì những cớ vấp phạm gây ra cho kẻ yếu đuối và có cảm giác không thể nào chịu đựng nổi nếu không có ơn an ủi của lòng Chúa thương xót. Có lần khi tâm hồn bị xáo trộn vì một số gương xấu, Ngài thành khẩn cầu xin với Chúa Cha hằng thương xót cho các con cái của mình và nhận được câu trả lời sau đây của Chúa. Này con người bé mọn nghèo hèn, sao con quá lo âu như thế? Có phải ta đặt con làm người chăn dắt hội dòng của ta, để rồi con quên rằng ta mới là đấng bảo vệ chính của dòng? Ta đã giao phó dòng cho con một con người chất phác,
để những gì ta thực hiện nơi con không thể quy cho tài khéo của nhân loại, nhưng phải quy về ân sủng bởi trời. Ta đã gọi, ta sẽ gìn giữ và ta sẽ chăm sóc. Ta sẽ cho có thêm người khác để bù vào chỗ những kẻ sa ngã. Nếu những người mới chưa sinh ra, ta cũng sẽ cho chúng sinh ra. Cho dầu họ dòng nhỏ bé nghèo hèn này có bị lay chuyển thế nào, thì ơn ta vẫn sẽ làm cho nó đứng vững. Ngài gây sợ tật nói xấu như sợ rắn cắn, vì coi đó là kẻ thù làm hại nguồn đạo đức và ân sủng. Ngài quả quyết rằng tật xấu này là nạn dịch hung hãn và bậc nhất là thứ đáng kinh hãi đối với Thiên Chúa Chí Nhân. Bởi vì người bơi móc sống bằng máu các linh hồn mà nó đã dùng thanh gươm miệng lưỡi giết chết. Lần kia, khi nghe biết một anh em nói xấu, bôi nhọ thanh danh của một anh em khác, Ngài liền quay sang vị phụ tá của mình và nói: Anh đứng dậy ngay lên, hãy đi tìm hiểu kỹ lưỡng. Nếu thấy người bị tố cáo là vô tội, anh hãy phạt nạn kẻ cáo gian để làm gương cho mọi người. Không ít lần, Ngài xác định rằng anh em nào làm mất thanh danh của một anh em khác tất phải bị lột áo dòng, và rằng anh ta không thể ngước mắt nhìn lên Chúa bao lâu chưa làm hết mọi sự để trả lại những gì anh ta đã đánh cắp. Ngài thường nói: Tội nói xấu nặng hơn tội ăn cắp, vì luật của Chúa Kitô mà chúng ta chu toàn trong việc giữ lòng sốt mến buộc chúng ta phải ao ước những điều tốt lành cho phần hồn hơn là những điều tốt lành cho phần xác. Thánh nhân thông cảm và quan tâm với lòng trìu mến lạ lùng đến bất cứ ai phải chịu đau đớn ngoài thể xác. Thấy bất cứ nhu cầu nào, bất cứ thiếu thốn nào của một ai, tâm hồn dịu hiền và sốt mến của Ngài đều quy về Chúa Kitô. Ngài sẵn có lòng nhân ái theo tính tự nhiên, và lòng nhân ái này tăng lên gấp đôi nhờ có lòng từ bi của Chúa Kitô được tuôn đổ vào lòng. Vì thấy tâm hồn Ngài xúc động mạnh mẽ trước người nghèo và người tàn tật, và với những ai Ngài không thể giang tay giúp đỡ, thì Ngài cũng đem đến cho họ lòng yêu thương của mình. Lần kia, có một anh em trả lời cứng cỏi với một người đến xin bố thí vào lúc không thuận tiện. Khi con người sốt sắng yêu mến kẻ nghèo nghe được điều này, Ngài liền ra lệnh cho anh ấy cởi áo, đến sắp mình dưới chân người hành khất, thú nhận lỗi lầm, xin người ấy tha thứ và cầu nguyện cho mình. Khi anh ấy đã lấy lòng khiêm nhường làm theo lời dạy, người cha mới nhẹ nhàng nói với anh: Này anh, khi nào anh thấy một người nghèo thì đó là lúc có một tấm gương phản chiếu hình ảnh Đức Kitô và mẹ nghèo khó của người đang đặt trước mắt anh. Cũng thế, nơi người đau ốm, anh hãy cố nhìn cho thấy những tật nguyền mà Chúa đã vui lòng chịu. Nơi mọi người nghèo, có người rất nghèo khó theo tinh thần phúc âm này đều nhìn thấy một chân dung của Chúa Kitô. Ngay cả những phẩm vật thiết yếu cho cuộc sống người ta biếu tặng Ngài, Ngài không những rộng tay ban phát rộng rãi cho những ai đến gặp, mà Ngài lại còn cho rằng phải trả lại những thứ ấy, như thế chúng là sở hữu của họ. Một lần kia, có một người nghèo khổ gặp Ngài trên đường từ Sena về. Khi ấy Ngài đang bệnh nên mặc thêm một áo choàng ngắn bên ngoài áo dòng. Con mắt nhân từ của Ngài thấy cảnh túng thiếu của người này, Ngài bảo anh bạn đồng hành: Chúng ta phải đem trả cho người nghèo này cái áo choàng, nó thực sự là của ông ấy đấy. Người ta đã cho chúng ta mượn cái áo này cho đến lúc gặp một người nghèo hơn ta. Nhưng anh bạn đồng hành của Ngài thấy người cha đạo đức của mình cũng đang cần có áo, nên nhất quyết không chịu, sợ rằng vì lo cho người khác, Ngài lại bỏ quên chính mình. Ngài liền trả lời: Đấng thi ân cao cả sẽ buộc tôi tội ăn cắp nếu tôi không lấy cái mình đang có để cho người cần hơn. Vì thế, đối với tất cả mọi thứ người ta cho Ngài để đáp ứng các nhu cầu thể chất, Ngài vẫn thường xin ân nhân cho phép mình được bố thí khi gặp một ai đó nghèo hơn mình. Ngài không chừa lại bất cứ một thứ gì, cho dầu đó là áo choàng ngoài hay áo dòng, là sách vở hoặc ngay cả những vật dụng trang hoàng bàn thờ. Tất cả những thứ ấy khi có dịp, Ngài đều lấy đi cho kẻ khó để thực thi bổn phận đạo đức. Bất cứ khi nào gặp một người nghèo đang phát nạn, Ngài đều vác đỡ bằng đôi vai gầy yếu của mình. Qua việc suy gẫm về nguồn nguyên thủy của vạn vật, Ngài còn được thêm đầy lòng đạo đức sốt sắng và thường gọi tất cả mọi thụ tạo, giàu nhỏ bé nhất, bằng anh, bằng chị,
và biết rằng các thủ tạo ấy cũng như mình đều cùng chung một phát xuất như mình. Tuy nhiên, Ngài âu yếm và dịu dàng hơn với các tạo vật có dáng vẻ tự nhiên và có ý nghĩa tượng trưng trong Kinh Thánh, gợi nhớ đến sự hiền lành thánh thiện của Chúa Kitô. Nhiều lần Ngài trả tiền để chuộc lại những con cừu sắp bị đem giết, vì nhớ đến con chiên rất hiền lành đã tự hiến mình chịu chết để chuộc kẻ có tội. Một tối kia, khi ngồi tôi tới Chúa đang trọ tại tu viện San Vancordo thuộc địa phận Gorpio, có một con cừu cái sinh được một con chiên con. Nơi ấy cũng có một con heo nái rất hung dữ, nó đã không tha mạng, nhưng đã cắn chết con chiên vô tội. Nghe vậy, người cha đạo đức của chúng ta hết sức xúc động và lòng trí nhớ đến con chiên vô tì vết. Ngài đã than vãn cho con chiên mới sinh mà đã bị chết và nói với mọi người: đau đớn thay em chiên nhỏ vô tội, hình ảnh của Chúa Kitô. Vô phúc cho con vật tàn nhẫn đã giết em, sẽ không có người hay vật nào động đến thịt của nó. Là thầy, con heo độc ác tức thì đổ bệnh, và sau 3 ngày bị trừng phạt trong thân xác, cuối cùng phải chịu cái chết báo oán. Người ta liệng xác nó xuống cái hố của đan viện. Nó nằm phơi thay ở đấy nhiều ngày, thân khô đét lại như tấm ván, không có con vật nào động tới dù đang đói. Vậy, hỡi những kẻ tàn nhẫn, hãy xem cho kỹ. Nếu một con vật độc ác còn phải bị phạt chết khủng khiếp như thế, các ông sẽ phải chịu hình phạt nặng nề như thế nào? Còn các tín hữu có lòng sốt sắng, hãy gẫm xem lòng từ ái của người tôi tớ Chúa có sức mạnh lạ lùng và sự dịu ngọt tràn đầy thế nào, đến mức ngay cả loài vật cũng nhận ra được theo cách của chúng. Lần kia khi trên đường đi gần đến thành Siena, Ngài thấy một đàn chiên lớn đang ăn cỏ trên một cánh đồng. Theo thói quen, Ngài cất tiếng dịu dàng chào hỏi chúng. Chúng liền bỏ đồng cỏ, chạy đến bên Ngài, ngẩng đầu, dương mắt chăm chú nhìn Ngài. Chúng nghênh đón Ngài rộng rã, chiên con và ngay cả cừu đực cũng vui mừng vây quanh người tôi tớ Chúa cách lạ lùng, khiến những người chăn cừu và các anh em tu sĩ trông thấy đều ngạc nhiên thán phục. Một lần khác tại tu viện Đức Bà các thiên thần ở Portunicula, người ta đem đến cho người của chủ một con chiên. Ngài tiếp nhận với lòng biết ơn vì yêu chuộng đức tính vô tội và đơn sơ mà bản tánh con chiên phản ánh. Con người đạo đức ấy dạy cho con chiên nhỏ biết chăm chú ngợi khen Thiên Chúa và không phá phách anh em. Con chiên cẩn thận tuân giữ lời căn dặn của Ngài, như thể nó nhận ra được lòng đạo đức sốt sắng của thánh nhân. Mỗi lần nghe anh em hát trong nhà nguyện, nó vào nhà thờ, không chờ ai ra lệnh, cũng biết quỳ hai chân xuống trước, rồi cất tiếng kêu bè bè trước bàn thờ Đức Trinh Nữ, mẹ của con Thiên Chúa, như muốn chào người. Hơn nữa, trong thánh lễ, khi mình cực thánh của Chúa Kitô được dâng lên cao, nó còn quỳ cả 4 chân, khiến người ta có cảm tưởng là con vật cung kính này đang trách cứ thái độ bất kính của những ai nguội lạnh và kêu mời những người sốt sắng tôn sùng bí tích thánh thể. Một lần kia ở Roma, Ngài giữ bên mình một con chiên do lòng tôn kính đối với con chiên rất hiệu diền của Thiên Chúa. Khi ra về, Ngài gửi nó cho một phu nhân quý tộc là bà Jacoba de Sescoli chăm sóc. Từ đấy con chiên như thế đã được thánh nhân dạy bảo về đường thiêng liêng, cùng đi với bà chủ đến nhà thờ, cung kính đứng bên cạnh bà giống như một người bạn không thể rời xa. Nếu buổi sáng phu nhân dậy muộn, con chiên lấy sừng húc vào bà và kêu be be đánh thức bà dậy. Nó dùng các động tác bằng đầu và thân mình thúc giục bà mau chóng đến nhà thờ. Con chiên trước đã được làm đệ tử của Francisco, nay trở thành một bậc thầy về lòng đạo đức và vì thế được phu nhân thán phục và yêu quý. Một lần khác ở Grecio, người ta đem đến cho người của Chúa một con thỏ rừng nhỏ. Ngài thả nó xuống đất để nó muốn chạy đâu tùy ý. Nhưng nghe tiếng người cha hiền gọi, nó mau chóng nhảy vào lòng Ngài. Ngài vuốt ve nó cách âu yếm và thương yêu như một người mẹ. Sau khi dùng lời lẽ dịu dàng dặn nó đừng để cho người ta bắt nữa, Ngài thả cho nó tự do. Nhưng mỗi lần Ngài bỏ nó xuống đất để nó chạy đi, thì nó đều quay trở lại trong lòng người cha, như thể cảm nhận được bằng một giác quan ẩn giấu tấm lòng của Ngài đối với nó.
Cuối cùng, theo lệnh của người cha, các anh em đem nó thả ra một nơi vắng vẻ an toàn hơn. Một lần khác cũng vậy, trên một hòn đảo ở hồ Petugia, có người bắt được một con thỏ nhỏ và đem dâng cho thánh nhân. Mắt dầu thấy bất cứ ai, nó cũng đều trốn chạy, nhưng nó lại đến náo mình trong bàn tay và trái tim của ngài như náo mình vào nơi an toàn tự nhiên. Ngày kia, khi ngài đang vội vã qua hồ Rite để đến ẩn viện Grecio, có một người đánh cá do lòng mến mộ đã biếu ngài một con gà nước. Ngài vui lòng nhận lấy rồi mở tay cho nó bay đi, nhưng con vật không chịu đi. Còn thánh nhân thì hai mắt ngước lên trời, chìm đắm trong kinh nguyện một lúc lâu. Mãi sau, ngài mới hồi tỉnh, như thể từ một nơi nào khác trở về, và ngài dịu dàng truyền cho con chim nhỏ bay đi nơi khác để ca ngợi Chúa. Được phép lành và sự chấp thuận của thánh nhân, con chim tung cánh bay đi, trao liệng trên bầu trời như để tỏ niềm vui. Cũng trên hồ này tương tự như trên, người ta biếu ngài một con cá lớn và còn sống. Như vẫn thường làm, ngài xưng hô anh em với con cá và thả nó xuống nước bên mạn thuyền. Con cá cứ bơi lượn trong nước trước mặt của người, và như bị hút bởi tình thương của ngài, nó không rời xa con thuyền mãi cho đến khi được ngài chúc lành và cho phép ra đi. Một lần khác, khi cùng một người anh em đi qua vùng đầm lầy của thành Ventia, ngài gặp một đàn chim thật đông đang líu lo giữa đám lau sậy. Khi thấy chúng, ngài nói với người bạn đồng hành: "Các chị chim của chúng ta đang hót ngợi khen đấng tạo hóa. Nào chúng ta cùng hòa nhập vào các tiếng ngợi khen Chúa và hát các giờ kinh phụng vụ." Hai người bước vào giữa đàn chim mà chúng không hay. Nhưng vì tiếng chim kêu to quá nên họ không nghe được tiếng nhau trong lúc đọc kinh. Thánh nhân liền quay sang nói với chim: "Này các chị chim, xin các chị ngừng hát để chúng tôi chu toàn bổn phận ngợi khen Thiên Chúa đã." Lập tức đàn chim ngừng kêu và giữ im lặng chờ đợi suốt khoảng thời gian anh em thong thả đọc các giờ kinh và các lời khen cho đến khi được đấng thánh của Chúa lại cho phép tiếp tục hót. Vừa được người của Chúa cho phép, chúng lần cất tiếng hót trở lại như vẫn thường làm. Tại tu viện Đức Bà Portunicula, có một con ve đến sống và kêu râm ran trên một cây vả gần phòng của người Thiên Chúa. Tiếng kêu của nó vẫn thường làm cho lòng người tôi tớ Chúa hướng lên cao để ngợi khen Thiên Chúa vì ngài đã học biết chiêm ngưỡng sự huy hoàng của đấng tạo hóa ngay cả trong những vật nhỏ bé. Ngày kia, khi nghe thấy tiếng ngài, nó liền bay lên đến đậu trên tay ngài như thể được dạy bảo từ trời. Ngài nói với con ve: "Hỡi chị ve, hãy hát lên, hãy hát khúc khoan ca ngợi khen Chúa là đấng tạo hóa." Con ve vâng lời không chần chừ, cất tiếng hát và chỉ chịu ngừng khi có lệnh của người cha. Rồi nó bay về chỗ ở trên cây. Nó ở đó 8 ngày, mỗi ngày đều bay đến, hót vang và quay trở về chỗ của mình theo lệnh của ngài. Cuối cùng người của Chúa nói với các bạn đồng hành: "Thôi chúng ta hãy cho phép chị ve của chúng ta bay đi, vì chị đã hát ca làm cho chúng ta vui vẻ, lại còn khích lệ chúng ta ngợi khen Thiên Chúa trong 8 ngày qua rồi." Ngày khi được phép, con ve bay đi và không bao giờ thấy xuất hiện ở chỗ đó nữa, như thể là không dám trái lệnh ngài một mảy may nào. Lúc ngài ngã bệnh ở Siena, có một nhà quý tộc kia gửi biếu ngài một con chim trĩ còn sống mà ông mới bắt được. Vừa khi nghe tiếng và thấy vị thánh, con chim đã quyến luyến không chịu rời xa. Nhiều lần người ta đưa nó thả ra một vườn nho bên ngoài tu viện để nó tự do bay đi. Nhưng mỗi lần như thế, nó đều lập tức bay về cùng người cha, giống như ngài đã nuôi nó từ lâu. Rồi nó được đem cho một người có lòng sùng kính, thường đến viếng thăm người tôi tớ Chúa. Nhưng như buồn vì phải xa người cha hèn, con chim nhất định không chịu ăn. Người ta phải đem nó trở lại cho người tôi tớ Chúa. Vừa thấy ngài, nó đã tỏ dấu vui mừng và ăn mạnh. Khi ngài đến ở ẩn viện La Verna để giữ chay 40 ngày kính tổng lãnh thiên thần Mike, có một bầy chim đủ loại bay lượn xung quanh căn phòng ngài ở, các tiếng hót du dương và nhảy nhót vui mừng như để chào đón ngài. Chúng có vẻ như mời gọi và khuyến khích ngài ở lại nơi đó. Thế vậy, ngài nói với anh bạn đồng hành:
Này anh, tôi thấy đây là ý Chúa muốn cho chúng ta ở đây ít lâu, vì các chị chim của chúng ta xem ra rất hân hoan khi thấy chúng ta đến. Trong thời gian vài ngày ở lại nơi ấy, có một con chim ưng làm tổ ở đó đã kết ước bằng hữu với Ngài. Quả vậy, ban đêm, hệ đến giờ thánh nhân thường dậy đọc kinh thần tụng, nó lại gây tiếng động và kêu lên báo cho Ngài biết. Điều này làm cho người tôi tớ rất thích vì sự quan tâm của con chim lôi Ngài ra khỏi mọi thứ tiếng lười biếng chậm chạp. Nhưng khi người tôi tớ của Chúa Kitô bị đau yếu hơn thường lệ, con chim lại nương cho Ngài và không kêu Ngài dậy canh thức sớm. Như được Thiên Chúa chỉ dạy, vào lúc hừng sáng, nó mới cất tiếng kêu để nhẹ nhẹ đánh thức. Trong niềm hân hoan của bầy chim đủ loại và trong tiếng kêu của con chim ưng, xem ra có một điềm thiên chắc chắn báo trước lúc Phanxicô, con người ngợi khen và thờ phượng Thiên Chúa, sẽ được nâng lên trên đôi cánh của chiên ngưỡng và được cất lên cao qua linh kiến thần thần sốc mến. Một lần kia, trong lúc Ngài đang ở tại ẩn viện Recio, dân chúng nơi ấy mắc phải nhiều tai họa. Một đàn sói dữ không những cắn xé súc vật mà còn tấn công giết cả người nữa. Hàng năm, mưa đá lại tàn phá đồng lúa và vườn nho của họ. Khi vị sứ giả của Thánh Phúc Âm giảng cho những người đang gặp khốn khó như thế, Ngài nói: "Để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa toàn năng, tôi hứa với anh chị em là mọi thứ tai họa này sẽ chấm dứt và Chúa sẽ đoái thương cho anh chị em thêm nhiều của cải vật chất. Nếu anh chị em tin lời tôi nói, anh chị em hãy thương xót lấy chính mình, hãy thành thật xưng thú tội lỗi và xin hoa trái xứng đáng với lòng thống hối. Song tôi cũng nói, nếu anh chị em không biết ơn và quay trở lại với những thứ đã mửa ra, tai họa sẽ trở lại, hình phạt sẽ gấp đôi và anh chị sẽ phải chịu cơn thịnh nộ còn lớn hơn hiện thời nữa." Từ lúc họ nghe theo lời khuyên của Ngài mà ăn năn thống hối, các tai họa không còn xảy ra, các mối nguy hiểm tan biến, chó sói và mưa đã không làm hại họ nữa. Lạ lùng hơn, khi có mưa đá rơi xuống các vùng lân cận và tiến đến gần Recio, thì hoặc là nó ngừng rơi, hoặc là nó chuyển qua hướng khác. Mưa đá và sói rừng đã tuân giữ lời cam kết của người tôi tới Chúa. Chúng không làm trái với luật đạo đức mà hãm hại những con người đã hoán cải theo đường đạo đức. Bao lâu họ tuân giữ điều đã thỏa thuận, không hành động cách vô đạo trái với các điều luật rất đạo đức của Thiên Chúa. Vì thế ta phải lấy lòng đạo đức mà đáp lại lòng đức của Thánh Nhân, đấng có lòng hiền lành lớn lao và uy quyền mạnh mẽ, đến chế ngự được thú dữ, thuần hóa được thú hoang, huấn luyện được thú và hàng phục được những con thú đã nổi lên chống lại loài người sa ngã. Đấy thật là lòng đạo đức nối kết mọi thụ tạo với nhau và sinh ích mọi bề, bởi nắm giữ lời hứa ban sự sống hiện tại và tương lai. Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách rất đơn giản nhưng rất có ý nghĩa với chúng tôi, vì nó sẽ giúp những clip này được lan truyền đến nhiều người hơn. Đó là xin quý vị hãy nhấn nút like, để lại bình luận và chia sẻ cho những người thân yêu của mình như một cách để loan truyền lời Chúa. Xin cảm ơn quý vị. Chương 9: Nhiệt tình bác ái và ước muốn được phúc tự đạo. Ai có đủ khả năng để diễn tả lòng yêu mến nhiệt thành nung nấu Phanxicô, người bạn của Tân Lan? Như than hồng cháy đỏ, người ta cảm tưởng như Ngài được thu hút hoàn toàn vào ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa. Tâm hồn Ngài xúc động, phấn khích và bùng cháy mỗi khi nghe nói đến tình yêu của Chúa. Như thể các lời bên ngoài ấy là phím đàn làm rung lên những sợi dây đàn bên trong là trái tim của Ngài. Ngài thường nói: "Đem một kho tàng như thế đổi lấy của bố thí thật là một việc phung phí cao quý, và ai quý trọng tiền bạc hơn tình yêu Chúa thật là những kẻ dạ dột. Vì chỉ có giá trị không thể đánh giá được của tình yêu Chúa mới mua được nước trời, và tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta vô ngần cần được yêu lại vô cùng." Bởi mọi sự đều nhắc Ngài nhớ đến tình yêu của Chúa, nên Ngài vui mừng trước mọi công trình do tay Chúa làm nên. Và qua cảnh trí hoang lạc ấy, Ngài phương mình lên tới Đấng là nguyên nhân và lý do phát sinh vạn vật. Trong các thụ tạo xinh đẹp, Ngài nhìn thấy chính vẻ đẹp và qua các dấu chân in trên sự vật, Ngài dõi theo Đấng mình yêu dấu khắp nơi.
Vạn vật trở thành một chiếc thang cho Ngài leo lên để chiếm lấy đấng đáng ước ao vô cùng. Với một lòng xúc mến phi thường, nơi mỗi thủ tạo như nơi từng dòng nước nhỏ, Ngài nếm hưởng được suối nguồn thiện hảo. Trong sự hòa hợp các khả năng và hoạt động mà Chúa ban cho vạn vật, Ngài nhận ra như cả một dàn nhạc thiên quốc và như tiên tri David, Ngài dịu dàng mời gọi vạn vật cất tiếng ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh luôn là chùm mọc dược nằm ngọn trên ngực của linh hồn Ngài, và đấng Ngài ao ước được hoàn toàn hiệp nhất qua ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Để lòng sùng kính đặc biệt đối với Chúa chịu nạn, Ngài dành hẳn khoảng thời gian 40 ngày sau lễ hiển linh, khoảng thời gian Chúa Kitô ẩn mình trong sa mạc, để lui về một nơi thanh vắng, đóng kín cửa phòng, chỉ ăn uống ở mức tối thiểu. Ở đó Ngài ăn chay hãm mình, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa không ngừng nghỉ. Ngài hướng về Chúa Kitô với một tình cảm nồng nàn như thế, nhưng Ngài yêu mến cũng đáp trả lại Ngài bằng một tình yêu thân thiết đến mức người tôi tớ của Chúa cảm thấy đấng cứu thế hiện diện trước mắt mình, như Ngài có lần tiết lộ cho các bạn đồng hành. Đối với phép mình Thánh Chúa, Ngài cháy lửa yêu mến tận tâm can, vô cùng thán phục sự hạ mình của tình yêu và tình yêu hạ mình. Ngài chuyên cần rước lễ và rước lễ một cách sốc mến, đến độ làm người khác sốc mến theo. Thực vậy, khi vừa nếm ngọt vị ngọt ngào của con chiên vô tỳ tích, Ngài thường được ngất trí như say sưa trong thần khí. Ngài yêu mến mẹ của Chúa Giêsu với một tình yêu khôn tả, bởi vì mẹ đã làm cho Chúa Y Phong thành một người anh em của chúng ta, và qua mẹ, chúng ta đã được hưởng ơn thương xót. Ngoài Chúa Kitô, Ngài đặt tất cả lòng tin cậy nơi mẹ và chọn mẹ làm đấng bào chữa cho mình và cho anh em mình. Để tôn kính mẹ, Ngài thường hết lòng sốt sắng ăn chay từ lễ các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cho đến lễ mồng triệu. Một sợi dây tình thương không thể tách rời gắn bó Ngài với các thiên thần là những đấng hằng cháy ngọn lửa kỳ diệu, ước ao vươn lên đến Thiên Chúa, cũng như đốt nóng tâm hồn những người được chọn. Do lòng kính mến đối với các vị, Ngài thường dành thời gian 40 ngày kể từ sau lễ mông triệu của Đức Trinh Nữ Hiển Vinh để ăn chay và liên tục cầu nguyện. Vì lòng nhiệt thành đối với phần rỗi của tất cả mọi người, Ngài lại càng có lòng kính mến đặc biệt đối với Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca, là đấng có phận sự dẫn dắt các linh hồn đến trình diện Thiên Chúa. Tưởng nhớ tất cả những thánh như những viên đá lửa hồng, lòng Ngài bừng cháy thành ngọn lửa thần hóa. Ngài hết sức sùng kính tất cả các thánh tông đồ và cách riêng là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô vì tình yêu nồng nàn các vị dành cho Chúa Kitô. Vì lòng tôn kính và yêu mến các vị, Ngài dâng lên Chúa 40 ngày chay tịnh đặc biệt. Người nghèo của Chúa Kitô không có gì ngoài 2 đồng tiền nhỏ, tức là thân thể và linh hồn của mình để dâng hiến trong lòng bác ái quảng đại. Nhưng vì tình yêu Chúa Kitô, Ngài liên lỉ dâng cả 2, đến mức xem ra Ngài không ngừng sát tế thân xác mình bằng chay tịnh khắc khổ, cũng như sát tế tinh thần mình bằng lòng ao ước nồng nàn. Bên ngoài, Ngài hiến dâng của lễ toàn thiêu tại tiền đường, còn bên trong Ngài dâng lễ trầm hương ở nơi thánh điện. Lòng yêu mến nồng nàn Ngài dâng lên cùng Chúa, đồng thời nới rộng lòng từ ái của Ngài để bao gồm hết những ai cùng chung bản tính và ân sủng với mình. Tâm hồn hiền lành đã làm cho Ngài trở nên anh em của tạo vật. Lòng yêu mến Chúa Kitô lại làm cho Ngài càng trở nên anh em với những ai mang hình ảnh đấng tạo hóa và được cứu chuộc nhờ máu của đấng dựng nên mình. Ngài sẽ không xem mình là bằng hữu của Chúa Kitô, trừ khi biết lo lắng cho các linh hồn mà Chúa đã cứu chuộc. Ngài thường nói rằng không có gì đáng quan tâm hơn phần rỗi các linh hồn, và hùng hồn nêu lên bằng chứng là việc con một Thiên Chúa đã chấp nhận chịu treo trên cây thập tự vì các linh hồn. Do đó, Ngài hằng cầu nguyện chuyên cần, đi khắp nơi để rao giảng và gắng quá sức để nêu gương sáng. Khi có ai trách Ngài hãm mình thái quá, Ngài trả lời rằng mình được ban cho người khác để làm gương. Dầu thân xác vô tội của Ngài đã sẵn sàng tuân phục tinh thần, không đáng chịu đòn roi vì lỗi phạm nào, Ngài vẫn không ngừng bắt nó phải chịu cơ cực và gánh nặng để làm gương.
Vì kẻ khác, Ngài bắt mình phải đi theo con đường khắc khổ. Ngài nói, nếu tôi nói thạo tiếng của thiên thần và loài người mà không có đức ái và không nêu gương sáng cho kẻ khác, thì không ích gì cho tôi mà cũng không ích gì nhiều cho kẻ khác. Trong ngọn lửa của lòng bác ái nhiệt thành, Ngài gắng sức noi theo cuộc chiến đấu vinh quang của các vị thánh tử đạo. Nơi các vị ấy, ngọn lửa tình yêu không thể bị dập tắt, lòng can đảm không thể nào làm suy yếu. Được thúc giục bởi đức ái hoàn hảo, vốn có sức xua đuổi mọi sự sợ hãi, Ngài ao ước hiến dâng cho Chúa chính mạng sống mình làm của lễ sống động trong lửa tự đạo, để có thể đền đáp lại Chúa Kitô là đấng đã chịu chết vì chúng ta và để lôi cuốn người khác đến cùng tình yêu Thiên Chúa. 6 năm sau, Ngài trở lại, nóng lòng muốn được phúc tự đạo, Ngài quyết định đáp tàu đi đến nước Syria để rao giảng Đức Kitô và lòng sám hối cho các người Hồi giáo và các dân ngoại khác. Ngài đã lên thuyền, nhưng gió ngược đã buộc Ngài phải cập bến tại vùng bờ biển Slavonia. Ngài ở đó một thời gian nhưng vẫn không tìm được tàu để tiếp tục hành trình. Cảm thấy vô phương thực hiện ước mong, Ngài ngỏ lời với một số thủy thủ sắp đi Ancona, xin họ vì lòng mến Chúa nhận cho Ngài đi theo. Khi họ nhất định từ chối vì Ngài không có tiền trả, người của Chúa lòng hoàn toàn tin cậy vào lượng nhân từ của Chúa đã kín đáo lên tàu cùng với người bạn đồng hành của mình. Lúc ấy cũng có một người lên tàu, có thể coi như là do Chúa gửi đến cho người nghèo khó của Chúa. Ông ấy đem theo mình các thứ lương thực cần thiết. Ông gọi một người làm việc trên tàu, một người có lòng đạo, và nói với người ấy như thế này: nhờ anh cất giữ cẩn thận những đồ vật này cho các vị tu sĩ nghèo khó đang trốn trên tàu. Đến lúc cần, xin anh vui lòng đưa lại cho họ. Xảy ra là trong nhiều ngày liền, gió thổi rất mạnh, khiến thủy thủ không cập bến ở đâu được và họ đã ăn hết lương thực. Chỉ còn lại những củ bố thí từ trời ban xuống cho người nghèo khổ Francisco. Số lượng quá ít, nhưng quyền năng Thiên Chúa đã hóa ra nhiều. Nên trong những ngày họ lênh đênh trên biển vì gió bão không ngừng, số lượng lương thực ấy đã chu cấp đủ cho nhu cầu của họ, cho đến khi họ cập được cảng Ancona. Các thủy thủ nhận ra rằng họ đã thoát chết nhờ người tôi tớ Chúa. Vì thế, giống như những người đã trải qua nhiều nguy hiểm hải hùng ngoài biển cả và đã chứng kiến những kỳ công Chúa thực hiện giữa đại dương, họ liền dâng lời cảm tạ Thiên Chúa toàn năng là đấng luôn tỏ ra đáng kính sợ và đáng yêu mến qua các bàn hữu và tôi tớ của người. Rời biển lên đất liền, Ngài khởi sự đi gieo vải hạt giống ơn cứu rỗi và gặt hái nhiều mùa vụ phong phú. Nhưng vì hoa trái phúc tự đạo đã thu hút tất cả tâm hồn Ngài, nên Ngài mong muốn cái chết cao quý vì Chúa Kitô hơn mọi công nghiệp của các nhân đức. Vì thế, Ngài lại lên đường đi Maroc để rao giảng phúc âm của Chúa Kitô cho quốc vương Marama Molin và thần dân của ông, hy vọng qua cách đó nhận được vòng nguyệt quế là ơn tử đạo hàng mong ước. Ước ao này thôi thúc Ngài đến mức, mặc dầu thể xác yếu mệt, Ngài vẫn thường chạy trước người bạn đồng hành. Ngài nôn nóng thực hiện ý định, đi như bay, như say sưa trong thần khí. Nhưng khi đến Tây Ban Nha thì Ngài đã ngã bệnh nặng và cơn bệnh ngăn cản không cho Ngài hoàn tất khát vọng. Lúc ấy người của Chúa nhận thấy rằng cuộc sống thời lý của mình còn cần cho những người con Ngài đã sinh ra, và tuy vẫn nghĩ chết là một mối lợi cho bản thân, Ngài đã trở về chăm sóc đàn chiên được trao phó cho Ngài. Nhưng nhiệt tình của lòng mến vẫn thúc giục tinh thần Ngài tìm kiếm phúc tự đạo, nên Ngài lại lên đường lần thứ ba để đi đến với những người ngoại giáo, hy vọng được đổ máu để cho lòng tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi lan rộng. Năm thứ 13 sau Ngài trở lại, Ngài lên đường sang Syria, liên tục đương đầu nhiều nguy hiểm để mong gặp được vị Sultan xứ Babylon. Lúc ấy chiến tranh đang xảy ra khốc liệt giữa các Kitô hữu và những người Hồi giáo. Hai bên đóng quân gần sát nhau giữa đồng bằng, nên khó lòng đi từ bên này sang bên kia mà thoát chết. Hơn nữa, vị Sultan đã ra chiếu chỉ là hỡi ai mang nạp đầu của một Kitô hữu sẽ được thưởng 1 đồng vàng. Nhưng Francisco, người hiệp sĩ kiên cường của Chúa Kitô,
vì hy vọng sớm đạt được điều mong ước nên đã quyết định lên đường, không chùn bước vì sợ chết, trái lại còn hăng say ước muốn được chết. Sau khi cầu nguyện và được thêm sức mạnh Chúa, Ngài tin tưởng xứng lên lời ngôn sứ: "Dẫu bước đi giữa bóng tối sự chết, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng con." Ngài ra đi, đem theo một người bạn đồng hành, một anh em tu sĩ tên là Luminato, vốn là người đạo đức và có ơn Chúa soi sáng. Vừa mới lên đường, Ngài thấy trước mặt hai con cừu. Lòng đầy vui mừng, Ngài nói với anh bạn đồng hành: "Này anh, hãy tin cậy vào Chúa vì lời phúc âm đang được ứng nghiệm nơi chúng ta. Này, Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói rừng." Khi họ đi thêm một đoạn nữa thì lính canh Hồi giáo nhảy bổ vào họ như sói vồ lấy chiên, hung hãn bắt lấy các tôi tớ của Chúa, đối xử với họ cách tàn nhẫn và khinh bỉ, chửi mắng họ, lấy roi đánh đập họ và xiềng xích trói họ lại. Cuối cùng, sau khi hành hạ nhiều cách và đã kiệt sức, nhờ ơn Chúa quan phòng, họ được dẫn đến trước mặt vị Sultan, đúng như người của Chúa ước mong. Khi nhà vua hỏi ai đã sai họ đi và sai ra sao và để làm gì, đến đây bằng cách nào, Francisco, người tờ tớ của Đức Kitô, trả lời với một tấm lòng quả cảm rằng mình được sai đi không phải bởi người phàm nhưng bởi Thiên Chúa tối cao, để chỉ cho nhà vua và thần dân của nhà vua con đường cứu độ và để loan báo chân lý phúc âm. Ngài giảng cho vị Sultan về Thiên Chúa ba ngôi và đấng cứu độ duy nhất của mọi người là Đức Giêsu Kitô, với một lòng trí vững vàng, một tâm hồn mạnh mẽ và một tinh thần nhiệt thành, đến mức các lời phúc âm xem ra đã ứng nghiệm hoàn toàn nơi Ngài. Vị Sultan nhận thấy nơi người của Chúa một tinh thần nhiệt thành và một lòng can đảm đáng khâm phục, nên sẵn lòng nghe Ngài nói và còn mời Ngài ở lại với ông lâu hơn nữa. Được ơn soi sáng từ trời, người tôi tớ của Chúa Kitô nói: "Nếu Ngài ước muốn trở lại cùng Chúa Kitô cùng với thần dân của Ngài, tôi sẽ vui mừng ở lại với Ngài vì lòng yêu mến Chúa. Nhưng nếu Ngài do dự không muốn bỏ luật của Đức Mahomet để tin vào Chúa Kitô, thì xin Ngài truyền đốt lên một đống lửa thật lớn. Tôi sẽ cùng với các giáo sĩ của Ngài bước vào lửa. Như thế Ngài sẽ nhận ra đức tin nào xứng đáng được xem là thánh thiện và là chắc chắn hơn." Vị Sultan trả lời: "Ta không có nghĩ rằng có ai trong các giáo sĩ của ta dám bước vào lửa hay chấp nhận một thử thách nào để bảo vệ đức tin của mình đâu." Nhà vua nói thế vì thấy một giáo sĩ của mình, một người cao niên và đầy uy tín, đã vội vã lẩn đi khi nghe đề nghị của Francisco. Khi ấy thánh nhân nói với vị Sultan: "Nếu Ngài hứa là Ngài và thần dân Ngài sẽ chuyển sang thờ phượng Chúa Kitô, tôi sẽ bước vào lửa một mình. Nếu tôi bị thiêu, xin hãy coi đấy là do tội lỗi của tôi. Nhưng nếu quyền năng của Thiên Chúa bảo vệ tôi, xin Ngài nhìn nhận Đức Kitô, quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa là Thiên Chúa thật và là đấng cứu độ mọi người." Vị Sultan trả lời rằng mình không dám nhận lời đề nghị vì sợ dân chúng nội loạn. Tuy nhiên nhà vua cũng lấy nhiều tặng phẩm quý giá mà biếu cho thánh nhân. Người của Chúa chỉ ao ước phần rỗ các linh hồn chứ không tham lam của cải trần gian, nên coi các vật phẩm ấy như bụi đất. Thấy thánh nhân thật sự khinh chê của cải trần gian, vị Sultan rất thán phục và càng thêm lòng kính nể. Mặc dầu không muốn hay không dám chuyển sang đức tin Kitô giáo, nhà vua vẫn thành tâm xin người tôi tới Chúa Kitô nhận các tặng phẩm đem về cho các người nghèo Kitô giáo hoặc dâng cúng cho các nhà thờ để cầu cho ông được cứu rỗi. Nhưng một đàn vì quen tránh xa gánh nặng của cải tiền bạc, đàn khác vì thấy trong tâm hồn vị Sultan không có gốc rễ của sự sùng kính chân thật, nên Francisco từ chối tất cả. Khi thấy không đạt được tiến bộ nào trong việc hoán cải những con người này, cũng không sao thực hiện được ý định của mình, tức là chịu tử vì đạo, theo ơn Chúa mặc khải, Ngài lên đường trở về vùng đất của các tín hữu. Như thế là nhờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa và các công nghiệp đức hạnh của thánh nhân, người bạn của Chúa Kitô đã cố sức tìm cách để chết cho người, nhưng không thể hoàn toàn thành ước nguyện. Ngài vẫn không mất công phúc của việc tử đạo hằng mong muốn,
mà lại được dành để sau này được tôn vinh bằng một đặc ân độc nhất vô nhị khác. Như thế, ngọn lửa tinh thần sẽ còn cháy cách hoàn hảo hơn trong tâm hồn Ngài, để sau này hiển hiện rõ ràng hơn nơi da thịt Ngài. Ôi, con người thật diễm phúc, da thịt của Ngài tuy không bị dao của một bạo chúa đâm chém, nhưng vẫn được nên giống con chiên đã bị giết. Ôi, con người thật sự được chúc phúc toàn vẹn, mạng sống của Ngài, lưỡi gươm của kẻ bách hại không cướp đi, nhưng vẫn được vòng nguyệt quế của ơn tử đạo. Chương 10. Lòng nhiệt thành đối với việc cầu nguyện và quyền năng trong lời cầu nguyện. Francisco, người tôi tớ của Chúa Kitô, ý thức rằng bao lâu mình còn ở trong thân thể là bấy lâu còn lưu lạc xa Chúa. Nên vì lòng yêu mến Chúa Kitô, Ngài hoàn toàn không quan tâm đến các ước muốn trần gian. Ngài ra sức giữ cho tâm trí hiện diện trước nhan Thánh Chúa bằng cách cầu nguyện không ngừng, sợ rằng nếu không sẽ mất đi niềm an ủi của đấng Ngài yêu mến. Cầu nguyện là nguồn nâng đỡ cho người chiêm ngưỡng, vì nhờ lời cầu nguyện, người ấy ngay từ bây giờ là công dân của nước trời cùng với các thiên thần khi tìm kiếm đấng yêu dấu với một lòng ao ước cháy bỏng và chỉ có bức tường thân xác ngăn cách với người. Không cậy vào sức riêng nhưng tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, cầu nguyện là một thành lũy cho con người hoạt động này, vì trong mọi việc mình làm, Ngài đều trút mọi gánh lo vào tay Chúa qua lời khẩn khoản cầu xin. Ngài quả quyết rằng một tu sĩ cần phải ao ước ơn cầu nguyện trên hết mọi sự khác, vì Ngài tin chắc rằng không có cầu nguyện, không ai có thể tiến bộ trong việc phụng sự Chúa. Ngài dùng tất cả mọi phương cách có thể để thúc đẩy anh chuyên cần cầu nguyện. Lúc đi cũng như lúc ngồi trong nhà cũng như lúc ở ngoài, lúc làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, Ngài đều chú tâm vào việc cầu nguyện. Vì thế người ta có cảm tưởng là Ngài không chỉ dành cho việc này tất cả sức lực trong tâm hồn và thân thể, mà còn để tất cả công sức và thời giờ vào đó nữa. Ngài thường không bao giờ bỏ lỡ một cuộc viếng thăm nào của thần khí. Mỗi lần cơ hội đến, Ngài đều để lòng nương theo và bao lâu ân huệ Chúa còn tồn tại, thì Ngài vẫn tiếp tục tận hưởng sự ngọt ngào Chúa ban. Ngay cả lúc đi đường, nếu cảm thấy hơi thở của thần khí, Ngài để cho các bạn đồng hành đi trước, còn Ngài thì dừng bước để nguồn linh hứng mới đạt tới độ sinh hoa kết quả. Nhiều lần việc chiêm ngưỡng nâng Ngài lên rất cao, đến mức xuất thần và cảm nghiệm được những điều vượt trên tầm trí hiểu biết của loài người và không hay biết gì về những gì đang diễn ra chung quanh mình. Như lần kia, lúc Ngài đi ngang qua Borgo San Francisco, một thị trấn rất đông dân cư và đang cởi lừa vì đau yếu, có đám đông mộ mến kéo ra đón Ngài. Họ chạm vào Ngài, lôi kéo Ngài, thế mà Ngài không tỏ dấu gì hay biết sự việc và như cái xác không hồn, không hề cảm thấy những gì đang diễn ra chung quanh mình. Một lúc lâu sau, khi đã đi khỏi thị trấn và cách xa đám đông dân chúng, đến một nơi cư trú dành cho người mắc bệnh phong cùi, con người chiêm ngưỡng các sự trên trời tựa như từ nơi khác trở về, mới lo lắng hỏi bao giờ thì mới bắt cô. Tâm trí Ngài quá chăm chú vào những vẻ đẹp rạng rỡ trên trời nên không còn để ý tới những khác biệt về nơi chốn, thời gian và con người đã gặp. Theo lời các bạn đồng hành thì họ đã chứng kiến điều này xảy ra nhiều lần. Vì đã nhận thấy trong cầu nguyện rằng Chúa Thánh Thần càng thấy những kẻ khẩn cầu người xa cách sự náo động ồn ào của thế gian, thì càng cho họ cảm nghiệm sự hiện diện của người, nên thánh nhân hay tìm những nơi thanh vắng và đến những ngôi nhà nguyện hoang phế, không người lui tới, để thức đêm cầu nguyện. Ở đấy Ngài thường trải qua những cuộc chiến đấu ghê gớm với ma quỷ. Chúng tấn công dữ dội vào thân thể để không cho Ngài chuyên chú cầu nguyện. Nhưng được trang bị các vũ khí bởi trời, càng bị kẻ thù tấn công dữ dội, Ngài càng thêm can đảm để thực hành nhân đức và càng thêm nhiệt thành trong cầu nguyện, tin tưởng thưa với Chúa Kitô. Dưới bóng cánh của Chúa, xin thương che chở con khỏi tay lũ ác nhân hãm hại. Còn với ma quỷ, Ngài nói, các ngươi làm gì ta được thì cứ làm, hỡi các thần ác độc và xảo trá. Các ngươi không làm được gì trừ khi bàn tay Thiên Chúa buông lỏng cho các ngươi. Và bất cứ điều gì Thiên Chúa quyết định, ta sẵn sàng vui lòng chịu đựng. Trước một tinh thần vững mạnh như thế, ma quỷ đã phải xấu hổ rút lui.
Khi ở nơi cô tịch và yên lặng, người của Chúa khóc than vang cả cánh rừng, nước mắt đầm đìa ướt cả đất, đấm ngực liên hồi, và như thể đã tìm thấy một nơi ẩn nấp kín đáo. Ngài bắt đầu thưa chuyện với Chúa của mình, trả lời cho Đấng xét xử mình, khẩn nài Đấng là Cha của mình và chuyện vãn với Đấng là bạn của mình. Ở những nơi ấy, những anh em vẫn thường sùng kính quan sát, đã nhiều lần nghe Ngài lớn tiếng than thở, khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho tội nhân và khóc thương cuộc tử nạn của Chúa, như thể sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Ở những nơi như thế, có lần anh em đã thấy Ngài cầu nguyện vào ban đêm, hai tay dang ra theo hình thánh giá, toàn thân được nâng bốc lên khỏi đất và có như một đám mây sáng láng bao quanh. Phần hào quang lạ lùng thân thể Ngài là một dấu chứng của ánh sáng huyền diệu chiếu tỏa từ bên trong tâm hồn Ngài. Cũng ở những nơi ấy, qua các dấu hiệu hiển nhiên và chắc chắn, người ta biết được rằng nhiều bí nhiệm ẩn dấu của Đức Khôn Ngoan Thần Linh đã được tỏ lộ ra cho Ngài, mặc dầu Ngài không bao giờ nói ra, ngoại trừ những khi tình yêu của Chúa Kitô thúc bách và lợi ích của người thân cận đòi hỏi. Ngài thường nói, có lúc vì một lợi lộc nhỏ nhoi, người ta làm mất một kho tàng vô giá, khiến ân nhân không thể để lại gì cho một lần nữa. Khi trở về với anh em từ những buổi cầu nguyện riêng, trong đó Ngài hầu như được biến đổi thành một con người khác, Ngài ráng sức để làm giống như mọi người, sợ nếu để lộ ra ngoài, lời tán tụng của thiên hạ sẽ làm Ngài mất đi phần thưởng bên trong. Nhưng lúc được Chúa bất thần viếng thăm giữa nơi đông người, Ngài luôn lấy một cái gì để ngăn cách mình với những người đứng chung quanh, để những đụng chạm thân ái của Đức Lan Quân khỏi bị bên ngoài coi thường. Khi cầu nguyện chung với anh em, Ngài hoàn toàn tránh thốt ra tiếng than vãn, thở dài, khạc nhổ hay làm một vài cử động bên ngoài nào. Ngài làm thế hoặc là vì thích giữ sự kín đáo riêng tư, hoặc vì tâm trí tập trung vào bên trong và đã hoàn toàn được nâng lên cùng Thiên Chúa. Ngài thường tâm sự với những người bạn thân thiết của mình. Khi một người tôi tớ Chúa cầu nguyện và được viếng thăm bởi trời, người ấy phải nói, lạy Chúa đã ban ơn an ủi này xuống cho con là kẻ có lỗi bất xứng. Con xin giao phó cho Chúa gìn giữ, vì con cảm thấy mình là kẻ trộm đánh cắp kho tàng của Chúa. Và khi cầu nguyện xong, người ấy phải tỏ ra mình là một kẻ bé mọn và là một người tội lỗi, giống như thể chẳng nhận được một học ân mới lạ nào. Một lần kia, khi người của Chúa đang cầu nguyện tại Porticula, thì có Đức Giám Mục Assisi đến gặp như vẫn thường làm. Vừa tới tu viện, Đức Giám Mục đi thẳng tới phòng nơi người tôi tớ Đức Kitô đang cầu nguyện. Đường đột hơn mức phải lẽ, gõ cửa và định bước vào. Ngài vừa ló đầu qua cửa thì thấy vị thánh đang cầu nguyện. Toàn thân vị giám mục bỗng rùng mình sợn óc, tay chân tê cứng, miệng nói không ra tiếng. Bởi ý muốn của Chúa, Ngài tức thì bị đẩy ra khỏi phòng và kéo lui ra một khoảng xa. Hoảng hốt, Đức Giám Mục vội vã đi tìm các anh em tu sĩ, và khi Chúa cho Ngài nói được, lời đầu tiên của Ngài là cố sức thú tội của mình. Lần khác, Đức Viện Phụ của Đan Viện Justino trong giáo phận Perugia có dịp gặp người tôi tớ của Đức Kitô. Khi thấy Ngài, Đức Viện Phụ vội xuống ngựa để tỏ lòng tôn kính người của Chúa và để đàm đạo với Ngài một lát về phần rỗi linh hồn của mình. Sau cuộc nói chuyện, Đức Viện Phụ cáo biệt và khiêm tốn xin Ngài cầu nguyện cho mình. Con người thân thiết của Chúa hứa, vâng, con xin sẵn sàng. Khi Đức Viện Phụ đã đi được một quãng ngắn, Francisco trung tín nói với anh bạn đồng hành, này anh, hãy để một chút, tôi muốn trả món nợ tôi đã hứa. Trong khi Ngài cầu nguyện, thì vị viện phụ bỗng cảm thấy trong tâm trí một sự ấm áp và dịu ngọt chưa từng bao giờ cảm nghiệm, rồi được cuốn hút vào trạng thái xuất thần, đắm chìm hoàn toàn trong Chúa. Sự việc kéo dài được một lúc, rồi Đức Viện Phụ hồi tỉnh và nhận ra đó chính là hiệu quả do lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Từ đó về sau, Ngài giữ lòng quý mến mỗi lúc một nồng nàn hơn đối với dòng và kể lại cho nhiều người biết về sự việc lạ lùng này. Thánh nhân thường đọc các giờ kinh cục phụng vụ trong tâm tình vừa uy kính vừa xúc mến. Dầu đau mắt, đau dạ dày, đau gan và thận, Ngài vẫn không muốn dựa người vào tường hay tấm ngăn trong khi đọc các thánh vịnh. Ngài luôn chu toàn các giờ kinh trong tư thế thẳng đứng, không đội mũ trùm đầu, không để mắt nhìn quanh và không bỏ sót một âm tiết nào.
Khi đi đường, họ đến giờ kinh nguyện, ngài liền dừng bước và không hề bỏ thói quen đáng kính và thánh thiện này, dẫu lúc ấy trời đang mưa như trút. Ngài dạy, nếu người ta để cho thân thể được yên ổn để ăn những thứ sẽ cùng với nó trở thành mồi cho sâu bò, thì linh hồn lại chẳng được yên ổn và thư thả hơn để tiếp nhận lương thực hàng sống hay sao? Ngài cũng thường coi là có tội nặng nếu trong khi cầu nguyện, Ngài để cho mình bị chia trí vì những hình ảnh vô ích. Nếu điều này xảy ra, Ngài không bao giờ quên cáo mình và lập tức làm việc đền tội. Ngài đã quen chú ý cẩn thận như thế nên ít khi bị thứ ruồi mũi ấy quấy rầy. Và một mùa chay kia, khi đang đan một cái giỏ để tận dụng thời gian rảnh rỗi, không lãng phí một khoảnh khắc nào, lúc đọc kinh giờ ba, Ngài bỗng nghĩ tới cái giỏ ấy và bị chia trí một ít. Được lòng sốt sáng thúc đẩy, Ngài đem nó đốt đi và nói: Tôi hy sinh tế lễ cái này cho Chúa vì nó đã cản trở tôi trong lúc tế lễ của cho người. Ngài thường đọc các thánh vịnh với tâm hồn và trí khôn chăm chú như thế, Thiên Chúa thấy trước mặt. Khi đọc đến danh Thánh Chúa trong các thánh vịnh, người ta thấy Ngài như liếm mép vì cảm thấy sự ngọt ngào. Ngài muốn tôn kính cách đặc biệt danh Thánh Chúa Giêsu, không những khi danh thánh ấy được tưởng nghĩ mà cả khi thốt ra thành lời và nói ra thành vị chữ viết. Có lần Ngài khuyên dạy anh em hãy nhặt lấy mọi mảnh có chữ viết gặp thấy ở bất cứ ở đâu, rồi đặt vào một nơi sạch sẽ. Làm như thế, nếu thánh danh Chúa có được viết trên đó, không bị người ta chà đạp dưới chân. Khi nói đến hay nghe đến danh Thánh Chúa Giêsu, Ngài tràn ngập niềm vui trong tâm hồn và dáng vẻ bên ngoài xem ra biến đổi hoàn toàn, như thể miệng lưỡi vừa nếm mật ngọt hoặc tai vừa nghe một điệu nhạc du dương. Xảy ra là 3 năm trước khi qua đời, Ngài có ý định tổ chức hết sức trọng thể tại thành Greccio, nghi lễ tưởng niệm việc Hài Nhi Giêsu ra đời để khơi dậy lòng sốt sắng. Để cho việc mình làm khỏi bị coi là một thứ bày đặt mới lạ, Ngài đã thỉnh cầu và nhận được sự ân thuận của Đức Giáo Hoàng. Ngài cho chuẩn bị một máng cỏ, cho đặt rơm rạ vào, dẫn một con bò và một con lừa đến nơi ấy. Ngài tập hợp anh em và dân chúng kéo nhau tới. Cả khu rừng vang dội tiếng người và đêm cực trọng ấy trở nên thật huy hoàng và long trọng với muôn vàng đèn đuốc cùng tiếng hát thánh ca nhịp nhàng vân ngang. Người của Chúa đứng trước máng cỏ, sốt sắng, nước mắt giàn giụa, lòng đầy vui mừng. Một thánh lễ trọng thể được cử hành trên máng cỏ. Francisco trong tư cách là một phó tế của Chúa Kitô đã hát bài phúc âm, rồi Ngài giảng cho dân chúng đứng chung quanh về việc sinh hạ của đức vua nghèo khó. Và mỗi lần muốn nhắc đến Chúa, Ngài đều triều mến gọi là Hài Nhi Bethlehem. Lúc ấy cùng tham dự có một vị hiệp sĩ đạo đức và đáng tin cậy tên là Gioan xứ Greccio. Ông đã từ bỏ binh nghiệp vì lòng mến Chúa và đã trở thành một người bạn thân của danh thánh. Ông quả quyết đã thấy một em bé xinh đẹp ngủ trong máng cỏ, và khi cha thánh đưa hai tay ra ôm thì em bé xem ra đã thức dậy. Linh kiến của vị hiệp sĩ này đáng tin vì ông là người thánh thiện. Hơn nữa, giá trị của linh kiến còn được chân lý diễn tả, trong đó chứng thực và các phép lạ sau này lại được củng cố thêm. Thật thế, việc làm của Francisco nêu lên được một mẫu gương, và khi được thế giới nhìn vào, việc làm ấy có khả năng thôi thúc những người ỏi oải thêm lòng tin vào Đức Kitô. Rơm lấy từ máng cỏ được người ta cất giữ và đã chữa nhiều súc vật khỏi bị bệnh cách lạ lùng và đẩy lui nhiều thứ ôn dịch. Như thế, Chúa đã tôn vinh kẻ tôi tớ người trong mọi sự và qua dấu hiệu hiển nhiên là nhiều phép lạ kỳ diệu. Chúa đã cho thấy sự hiệu nghiệm phát sinh từ lời kinh thánh thiện của tôi tớ người. Chương 11. Việc thấu hiểu kinh thánh và thần khí tiên tri nơi Ngài. Việc kiên trì cầu nguyện không mệt mỏi cộng với việc liên tục thực hành các nhân đức đã dẫn đưa người của Chúa tới một trạng thái tinh thần tĩnh lặng đến mức mặc dầu Ngài không có chuyên môn gì về kinh thánh qua học hành, trí khôn của Ngài vẫn được chiếu soi nhờ sự rạng ngời của ánh sáng vĩnh cửu, và nhờ đó đã thấu suốt cách lạ lùng các ý nghĩa chiều thâm sâu của kinh thánh. Tinh thần tinh tuyền và không tì ố của Ngài có khả năng thâm nhập vào các màu nhiệm ẩn giấu và nơi mà tri thức của các vị giáo sư phải đứng ngoài vì lòng hăng say của người có lòng yêu
đã vào được. Bất cứ khi nào đọc sách thánh, nếu có một điểm nào đánh động tâm trí, Ngài đều ghi sâu vào ký ức, vì Ngài không để uổng phí những gì mà trí khôn chăm chú của Ngài đã tiếp thu được, nhưng lấy lòng xúc mến bền bỉ suy đi nghĩ lại. Lần kia, khi một số người có học đã được nhận vào dòng, các anh em hỏi Ngài có hài lòng về việc chuyên tâm học hỏi kinh thánh hay không. Ngài trả lời: "Tôi thật hài lòng bao lâu các anh em biết lấy noi gương Chúa Kitô, đấng chúng ta đọc thấy trong phúc âm, thường cầu nguyện hơn là đọc sách, bao lâu họ không chỉnh mãn lòng nhiệt thành đối với việc cầu nguyện, bao lâu trong việc nghiên cứu học hỏi, họ không tìm kiếm xem phải nói những gì, nhưng tìm kiếm cách thực hành những điều đã nghe biết, và một khi đã thực hành, đề ra cho người khác cùng làm." Ngài lại nói: "Tôi muốn các anh em của tôi là những môn sinh có tinh thần phúc âm. Họ cần phải tiến bộ trong sự hiểu biết chân lý, nhưng cũng tăng thêm được sự đơn sơ tinh tuyền. Làm sao để không tách rời sự đơn sơ của con chim bồ câu khỏi sự khôn ngoan của con rắn? Đó là điều vị thầy chí tôn của chúng ta đã truyền dạy bằng chính môi miệng thánh thiện của người." Tại Sina, có một lần kia, có một tu sĩ vốn là tiến sĩ thần học hỏi Ngài về một số vấn đề mà ông thấy khó hiểu. Ngài trình bày các bí ẩn của đức khôn ngoan thần linh cách hết sức rõ ràng, khiến cho nhà thông thái ấy hoàn toàn sửng sốt. Ông thán phục nói: "Thật, tri thức thần học của vị thánh phụ này bay bổng trên đôi cánh tinh tuyền và chiêm ngưỡng như phượng hoàng phúc cao, trong khi cái học của chúng ta thì đang trường bò bằng bụng dưới mặt đất." Mặc dầu không có tài ăn nói, Ngài vẫn đầy thông hiểu và thường xuyên giải gỡ các vấn đề khúc mắc và đưa ra ánh sáng các điều bí ẩn. Điều này không có gì là mâu thuẫn. Nếu thánh nhân đã được Thiên Chúa cho hiểu biết kinh thánh, đó là vì qua việc noi gương Chúa Kitô, Ngài đã thực hành các chân lý hoàn hảo được trình bày trong kinh thánh, và nhờ được sức dầu Chúa Thánh Thần cách trọn vẹn trong tâm hồn Ngài có đấng là thầy dạy kinh thánh. Thần khí tiên tri cũng chiếu sáng rạng rỡ nơi Ngài, giúp Ngài thấy trước tương lai, thấu suốt các bí ẩn của tâm hồn, biết được các biến cố ở xa giống như đang xảy ra trước mắt và hiển hiện cách lạ lùng cho những người vắng mặt. Trong thời gian quân lính Kitô giáo đang vây hãm thành Demita, người của Thiên Chúa cũng có mặt ở đó, vũ trang không phải bằng gươm giáo nhưng bằng đức tin. Khi ngồi tôi tớ Đức Kitô nghe biết rằng các Kitô hữu chuẩn bị tấn công vào ngày hôm ấy, Ngài thốt ra một tiếng thở dài và nói với người bạn đồng hành: "Nếu có giao chiến, Chúa đã cho tôi thấy là sẽ tai hại cho các Kitô hữu. Nhưng nếu tôi nói ra điều này, người ta sẽ cho tôi là một thần điên. Còn nếu tôi im lặng thì tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt. Anh nghĩ tôi phải làm như thế nào đây?" Anh bạn đồng hành trả lời: "Thưa anh, xin anh đừng bận tâm đến cách người đời phê phán. Đây không phải là lần đầu tiên họ cho anh là kẻ điên khùng. Hãy trút dạ gánh cho lương tâm của anh, hãy sợ Thiên Chúa hơn sợ loài người." Nghe thấy thế, vị sứ giả của Chúa Kitô liền đứng lên, chạy vội về phía quân lính Kitô giáo, hô to những lời cảnh cáo để cứu họ, ngăn cản giao tranh và báo trước thảm bại. Nhưng họ coi chân lý đó là trò đùa, cứng lòng và không chịu lui binh. Toàn thể đạo quân Kitô hữu ào lên tấn công, rồi tháo chạy khỏi chiến trường, mang về nhục nhã chứ không phải chiến thắng. Đạo quân Kitô giáo bị thiệt hại nặng nề trong cuộc tàn sát, có đến gần 6.000 người bị giết hoặc bị bắt làm tù binh. Từ đấy người ta thấy rõ là không được khinh thường sự khôn ngoan của một người nghèo, vì nhiều lúc tâm hồn người công chính báo cho con người biết rõ hơn cả 7 người đứng trên gác chòi cao. Một lần khác, khi từ bên kia biển trở về, Ngài đến Celano để giảng đạo. Có một vị hiệp sĩ mời Ngài rất cung kính và khẩn khoản mời Ngài đến dùng bữa tối với mình. Ngài đến nhà vị hiệp sĩ và toàn thể gia đình ông vui mừng vì được các vị khách nghèo đến thăm. Trước khi ăn như thường lệ, Ngài đứng ngước mắt lên trời, dâng lời cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa. Khi cầu nguyện xong, Ngài thân mật gọi người chủ nhà tốt bụng ra một bên và nói: "Này ông chủ nhà, theo lời mời của ông tôi đã đến nhà ông dùng bữa. Này ông hãy nghe kỹ lời tôi căn dặn, vì ông sẽ không ăn ở chỗ này, nhưng sẽ ăn ở nơi khác. Hãy thật lòng ăn năn thống hối và xưng thú các tội lỗi của mình ra ngay bây giờ.
đừng để lại trong tâm hồn mình một điều gì mà thành thật xưng ra. Hôm nay Chúa sẽ thưởng công cho ông vì ông đã ân cần đón tiếp người nghèo của Chúa. Vị hiệp sĩ không chần chừ, làm ngay theo lời vị thánh khuyên dạy, xưng hết tội lỗi cùng với người bạn đồng hành của ngài để lãnh phép xá tội, xếp đặt mọi công việc trong nhà và làm hết những gì trong khả năng để dọn mình chết. Rồi họ ngồi vào bàn. Trong khi những người khác bắt đầu ăn thì người chủ nhà thành lình thở hắt ra và chết đột ngột như lời người của Chúa đã báo trước. Như thế, do lòng tử tế hiếu khách, đúng như lời dạy của chân lý, người chủ nhà đã nhận được phần thưởng của một tiên tri vì đã tiếp đón một vị tiên tri. Nhờ lời báo trước của thánh nhân, vị hiệp sĩ sốt sắng ấy đã chuẩn bị tâm hồn mình đón cái chết bất ngờ, và nhờ được bảo vệ bởi khiên thuẫn của lòng thống hối, ông đã thoát khỏi sự đày đọa muôn đời và đã được vào nơi ở vĩnh cửu. Trong thời gian thánh nhân bị bệnh, nằm tại Rieti, một vị kinh sĩ tên là Gedeon, vốn là người ham lạc thú và sống cách trần tục, lâm trọng bệnh và phải nằm liệt giường. Người ta khiêng ông đến chỗ thánh nhân ở. Ông khóc lóc nài xin ngài ghi dấu thánh giá trên mình. Những người hiện diện cũng góp lời kêu xin. Ngài nói, làm sao tôi có thể ghi dấu thánh giá cho ngài khi ngài đã sống theo các dục vọng xác thịt mà không sợ phán quyết của Thiên Chúa? Tuy nhiên, theo lời yêu cầu tha thiết của những người nài xin cho ngài, tôi sẽ nhân danh Chúa ghi dấu thánh giá cho ngài. Nhưng ngài nên biết rằng ngài sẽ phải chịu nhiều điều tồi tệ hơn. Nếu một khi đã được giải thoát, ngài quay trở lại với những thứ đã mửa ra. Khi phạm tội vô ơn, luôn luôn tình trạng về sau còn tệ hơn trước. Khi ngài ghi dấu thánh giá trên vị kinh sĩ này, vị này đang nằm liệt, lập tức khỏi bệnh đứng dậy. Ông cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa và hô to, tôi đã được giải thoát rồi. Nhiều người có mặt ở đấy nghe các đốt xương hồng của ông kêu răng rắc như có ai bẻ cành cây khô. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, vị kinh sĩ đã lãng quên Thiên Chúa, quay lại lối sống bê tha. Một tối kia, ông đang ăn uống tại nhà một vị kinh sĩ khác và ngủ tại đấy. Bỗng nhiên, trần nhà sập xuống mọi người trong nhà. Những người khác thoát chết, chỉ có con người khốn khổ ấy bị đè và thiệt mạng. Như thế, theo phán quyết chính đáng của Thiên Chúa, tình trạng sau cùng của người ấy lại còn tệ hơn lúc đầu, bởi tội vô ơn và khinh thường Thiên Chúa. Nếu khi được tha thứ, phải tỏ lòng biết ơn, thì khi tái phạm, sẽ làm mất lòng Chúa gấp đôi. Một lần khác, có một vị phụ nữ đạo đức thuộc giới quý tộc đến gặp thánh nhân để trình bày hoàn cảnh rắc rối của bà và xin ngài giúp đỡ. Bà phải chịu đựng một ông chồng hung bạo, thường ngăn cản không cho bà phụng sự Chúa Kitô. Bà này xin thánh nhân cầu nguyện cho chồng để Thiên Chúa rủ lòng thương mà khiến cho lòng ông nên hiền hòa hơn. Nghe xong, ngài nói, bà hãy về bình an và hãy vững tâm. Chồng bà sẽ sớm đem lại cho bà niềm an ủi. Ngài nói thêm, bà có thể nhân danh Chúa và nhân danh tôi mà nói với ông ấy rằng hiện giờ là thời nhân từ tha thứ, còn sau này sẽ là thời phán xử theo công lý. Sau khi nhận phép lành từ nơi ngài, vị phu nhân ấy trở về nhà, gặp chồng và chuyển lời căn dặn của thánh nhân cho ông. Lúc ấy thần khí thánh ngự xuống trên ông và ông được biến đổi từ con người cũ thành con người mới. Và điều này khiến ông trả lời cách rất hiền từ. Này phu nhân, chúng ta hãy ra sức phụng sự Chúa và cứu lấy linh hồn của chúng ta. Theo lời đề nghị của người vợ thánh thiện, họ sống cuộc sống khiết tịnh trong nhiều năm, rồi hai người cùng về với Chúa trong một ngày. Quyền năng của thần khí tiên tri thể hiện nơi người của Chúa cách thật phi thường, vì đã phục hồi chân tay khô bại và làm cho những tâm hồn chai đá thành đạo đức. Sự thông suốt của tinh thần ngài cũng không kém phần lạ lùng, vì ngài thấy trước được những việc tương lai, thậm chí còn dò thấy được cả chỗ sâu thẳm của lương tâm. Ngài giống như một vị tiên tri Elisa khác, được gấp đôi thần khí của Elia. Trong một dịp, ngài có nói với một người bạn ở Sina về những điều sẽ xảy ra vào cuối đời của ông. Vị tu sĩ thông thái của chúng ta đã nói ở nói trên đã có lần tham vấn ngài về Kinh Thánh. Nghe thuật lại việc này, nhưng ông đã hồ nghi hỏi cha thánh có thật là ngài đã nói những gì người bạn kia thuật lại hay không. Không những thánh nhân xác nhận là có nói như vậy,
Ngoài ra, Ngài còn có nói tiên tri cho con người đang muốn tìm hiểu tương lai kẻ khác, báo cho ông biết về cái chết của mình. Để giúp ông xác tín hơn nữa, Ngài tạo cho ông cách lạ lùng, một khúc mắc bí ẩn trong lương tâm mà ông chưa từng bao giờ thổ lộ ra với một sinh linh nào khác. Và Ngài còn lấy lời khuyên khôn ngoan giúp ông hòa giải. Sự thật của tất cả các điều trên được xác nhận bởi việc vị tu sĩ này cuối cùng đã chết đúng như cách người tôi tớ Thiên Chúa tiên bảo. Khi thánh nhân cùng với một người bạn đồng hành là anh Leonardo, người Assisi, vừa ở bên kia biển trở về, xảy ra là Ngài cởi lừa đi một đoạn đường vì lúc thấy anh đau yếu và mệt mỏi. Người bạn đồng hành bước theo phía sau và cũng đã mệt lả. Anh bắt đầu suy nghĩ theo cách người phàm và tự nhủ. Cha mẹ ông ấy đâu có địa vị xã hội ngang hàng với cha mẹ mình. Thế mà nay ông ấy lại đang cởi lừa, còn mình thì đi bộ dắt lừa cho ông ấy. Đang suy nghĩ như vậy thì bỗng nhiên thánh nhân xuống khỏi con lừa. Ngài nói, đúng đấy anh, tôi mà cưỡi lừa còn anh đi bộ thì thật không là không phải. Vì ở ngoài đời anh thuộc tầng lớp quý tộc và quyền thế hơn tôi nhiều. Người anh em tu sĩ hoàn toàn chưng hửng và hết sức bẽ bàng. Anh biết là tư tưởng của mình đã bị thấu tỏ. Anh liền sắp mình xuống dưới chân Ngài, rồi nước mắt đầm đìa, anh tỏ hết nỗi lòng và xin Ngài tha thứ. Có một người anh em rất nhiệt thành đối với Thiên Chúa và đối với người tôi tớ của Đức Kitô, cứ ngẫm nghĩ mãi trong lòng. Ai mà được thánh nhân triệu mến, người ấy sẽ xứng đáng được Chúa yêu thương. Trái lại, ai mà bị thánh nhân loại bỏ, sẽ không được kể vào số những người Chúa chọn. Anh luôn bị ý nghĩ ấy thôi thúc và hết lòng mong ước được làm bạn thân thiết với người của Chúa, nhưng chưa bao giờ thổ lộ cho ai hay bí ẩn của cõi lòng mình. Người cha ân cần gọi anh lại và nói với anh cách dịu dàng. Con đừng xa xuyến nghĩ ngợi gì, cha coi con là người rất yêu dấu trong số những người cha yêu dấu và cha vui lòng nhận con làm bạn nghị thiết. Người anh em rất ngạc nhiên vì câu nói này và càng thêm lòng sùng mộ. Không những anh em mỗi lúc một tiến triển trong lòng yêu mến thánh nhân, nhưng còn được Chúa Thánh Thần thương ban đầy tràn những ân huệ lớn lao hơn nữa. Trong thời gian thánh nhân sống ẩn dật trong một căn chòi trên núi Laverna, một trong các người bạn đồng hành của Ngài hết lòng ước ao có một mảnh ghi chép lời Chúa do chính tay Ngài viết ra. Anh nghĩ rằng nhờ phương thế đó anh sẽ thoát được, hoặc ít ra cũng sẽ đương đầu cách dễ dàng hơn một cơn cám dỗ nặng nề đang hành hạ anh. Không phải trong xác thịt nhưng là trong tinh thần. Mặc dầu mòn mỏi ước ao nhưng anh lại lo ngại vì sợ không dám tỏ lộ với vị cha đáng kính. Nhưng những gì loài người không nói thì Chúa Thánh Thần lại tỏ bày. Thánh nhân dạy người anh em đem tờ giấy mực tới rồi tự tay Ngài viết kinh ngợi khen Chúa như người anh em mong ước. Và đến cuối ngày, Ngài viết thêm lời chúc lành cho anh. Ngài căn dặn, anh hãy cầm lấy bản viết này và gìn giữ thật cẩn thận cho đến ngày chết. Anh ấy đưa tay nhận tặng vật hàng tha thiết mong ước và lập tức cơn cám dỗ biến mất. Lá thư còn được bảo quản và về sau làm được nhiều việc lạ lùng và trở thành dấu chứng cho các nhân đức của Francisco. Có một anh em tu sĩ cứ nhìn bề ngoài thì sống rất thánh thiện và gương mẫu, nhưng lại rất lập dị. Anh cầu nguyện suốt ngày, giữ thinh lặng thật nghiêm khắc, đến mức khi xưng tội, anh cũng không nói mà chỉ ra dấu. Một hôm, cha thánh đến chỗ ấy, trông thấy anh và có buổi nói chuyện với các anh em khác về anh em này. Trong khi ai nấy rất khen ngợi và đề cao anh, người của Chúa nói, thôi, anh em đừng nói nữa, kéo lại ca tụng các trò bày đặt theo ma quỷ của anh ta. Anh em cần phải biết sự thật. Đây là một chiếc cám dỗ, một việc lừa đảo của ma quỷ. Anh em nghe vậy không được vui, cho rằng các trò giả hình giả bộ không thể nào ngụy trang bằng nhiều dấu hiệu trọn lành như thế được. Nhưng ít lâu sau, anh này bỏ đời sống tu trì. Lúc ấy người ta mới thấy rõ người của Chúa có cái nhìn sáng suốt, thấu tỏ các bí ẩn của tâm can như thế nào. Tiên báo không sai về sự sa ngã của nhiều kẻ xem ra đang đứng vững, nhưng cũng tiên báo về việc an nan trở lại với Chúa Kitô của nhiều người tội lỗi. Có vẻ như Ngài đã chiêm ngưỡng được tấm gương phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu.
Nhờ sự sáng tỏ lạ lùng của tấm gương ấy, thần trí Ngài thấu tỏ như đang thấy trước mắt những sự việc xa cách về mặt thể lý. Một lần kia, trong khi vị phụ tá của Ngài đang chủ trì một tu nghị, thì Ngài cầu nguyện trong phòng riêng, làm trung gian giữa anh em và Thiên Chúa. Lúc ấy có một anh viện cớ nào đó đã không chịu khuôn mình tùng phục kỷ luật văn lời. Thấy được điều này trong tâm trí, thánh nhân gọi một người anh em và nói: "Này anh, tôi thấy ma quỷ cởi trên lưng người anh em bất tuân, nắm chặt cổ anh ta. Bị một tên kỵ mã như thế ngồi trên lưng, anh ta đã vứt bỏ dây cương của đức văn lời và buông mình theo ý riêng. Nhưng khi tôi cầu nguyện cùng Chúa cho anh ấy thì ma quỷ đã vội vã xấu hổ tháo lui. Vậy thì anh hãy nói với anh ấy đừng chần chờ, hãy mau chóng đưa cổ ra mang lấy ách của thánh đức văn lời." Được người đem tin cảnh báo, người tu sĩ kia liền sám hối, chạy đến sấp mình dưới chân vị phụ tá. Lần khác, có hai anh em từ xa đến ẩn viện Rexio để gặp người của Chúa và nhận phép lành của Ngài như lòng họ đã mong ước từ lâu. Khi họ đến nơi thì không gặp được Ngài vì Ngài đã rời nơi ở chung, rút lui vào phòng riêng. Họ ra về lòng buồn sầu. Nhưng khi họ sắp lên đường thì này, mặc dầu không thể dựa vào một phương tiện nhân loại nào để biết họ đến hay đi ra sao, thánh nhân trái với thông lệ bước ra khỏi phòng, lên tiếng với gọi họ, rồi Ngài làm dấu thánh giá, ban phúc lành cho họ nhân danh Chúa Kitô đúng như là họ đã mong ước. Ngày kia, có hai anh em từ miền Terra di Lavoro tới. Và trong lúc đi đường, người lớn tuổi đã làm cho anh trẻ bị vấp phạm nặng nề. Khi họ đến nơi, chờ thánh trú ngụ, Ngài hỏi anh em trẻ xem anh bạn đồng hành đã đối xử với anh ra sao trong chuyến đi. Người anh em ấy trả lời: "Dạ tốt." Ngài liền nói: "Này người anh em, hãy cẩn thận, đừng lấy lý do khiêm nhường mà nói dối. Tôi biết, nhưng cứ chờ ít lâu rồi anh sẽ thấy." Người anh em hết sức kinh ngạc vì nhờ thần khí, Ngài biết được những việc xa cách như thế. Chỉ một vài ngày sau, người tu sĩ trước đây đã làm cho anh em mình vấp phạm, nay coi thường đời sống tu trì, bỏ ra về. Anh ta không xin cha thánh tha thứ và cũng không nhận kỷ luật sửa mình cho đúng lẽ. Qua một sự sa ngã, có hai điều được tỏ lộ: sự công minh trong phán quyết của Thiên Chúa và quyền năng thấu suốt của thần khí tiên tri. Cách Ngài nhờ quyền năng Thiên Chúa mà hiện ra với những người vắng mặt, chúng ta đã thấy rõ ở trên. Nếu nhớ lại việc Ngài tuy vắng mặt nhưng vẫn hiện ra cho anh em dưới hình dáng một cỗ xe bằng lửa cháy sáng, việc Ngài đã hiện đến ở tu nghị Arles, hai tay dang ra theo hình thánh giá. Cần phải tin rằng sở dĩ điều này xảy ra là do sự quan phòng của Chúa sắp đặt. Để qua việc xuất hiện trong hình thể thân xác, người ta có thể thấy rõ thần trí Ngài hiện diện và thấm nhuần ánh sáng của Đức Khôn Ngoan vĩnh cửu, là thực tại chuyển động mau lẹ hơn tất cả các chuyển động, bao trùm khắp muôn nơi bởi tính thuần khiết, thâm nhập qua các dân tộc. Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên ngôn sứ và bạn hữu của Thiên Chúa. Thực vậy, vị thầy Chí Tôn vẫn thường tỏ bày các dấu hiệu màu nhiệm của người cho những kẻ đơn sơ và những kẻ bé mọn, như có thể thấy trước hết nơi David, vị tiên tri đệ nhất, rồi nơi Phêrô, vị thủ lãnh các tông đồ, và cuối cùng nơi Phanxicô, người nghèo bé nhỏ của Chúa Kitô. Những con người đơn sơ ấy tuy không giỏi văn chương chữ nghĩa, nhưng được lừng danh nhờ giáo huấn của Chúa Thánh Thần. Một người là kẻ chăn chiên, sao là đấng chăn dắt cộng đồng, tức là đoàn chuyên mà Chúa đã dẫn đưa ra khỏi Ai Cập. Một người là ngư dân, sao là đấng gom vào đầy lưới của hội thánh đủ hạng tín hữu. Người cuối cùng là một lái buôn, đã bán và ban phát tất cả những gì mình có vì Chúa Kitô và mua được viên ngọc là đời sống theo phúc âm. Chương 12. Sự hữu hiệu trong lời giảng và ơn chữa bệnh của Ngài. Phanxicô, người tôi tớ và phục vụ thực sự trung thành của Chúa Kitô, để làm mọi sự cách trung tín và hoàn hảo, đã tập trung các cố gắng của mình vào việc thực hành các nhân đức mà Ngài được Chúa Thánh Thần cho biết là làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả. Về vấn đề này, Ngài bị giằng co rất nhiều về một mối nghi ngờ,
Và sau nhiều ngày cầu nguyện, Ngài đem ra trình bày cho các anh em thân cận của mình nhờ giải quyết. Ngài nói: "Tôi không biết phải dành thời giờ để cầu nguyện hay phải đi đây đó để rao giảng. Anh em nghĩ thế nào? Anh em cho đằng nào tốt hơn? Tôi chỉ là một người nghèo hèn bé mọn, thô lậu và không có tài ăn nói. Tôi đã nhận được nhiều ơn cầu nguyện hơn là tài lợi khẩu. Hơn nữa, trong cầu nguyện, xem ra người ta tiếp thu và tích lũy ơn nghĩa. Còn trong việc rao giảng, người ta lại phân phát những ân huệ nhận được từ trời." Trong cầu nguyện có sự thanh luyện các tình cảm bên trong và có sự hiệp nhất với Đấng là sự thiện duy nhất, tối cao và chân thật. Nhờ đó các nhân đức được củng cố. Còn trong việc rao giảng, đôi chân tinh thần của chúng ta sẽ vướng bụi đất, sẽ bị phân tâm về nhiều chuyện và sẽ buông lỏng kỷ luật. Cuối cùng trong cầu nguyện, chúng ta thưa chuyện với Chúa, lắng nghe người nói. Cuối cùng, chúng ta kết hợp với các thiên thần, như thể được sống một đời sống của thiên thần. Còn trong việc rao giảng, cần phải hòa đồng với loài người trong nhiều chuyện, phải sống giữa họ theo cách người trần, suy nghĩ, nhìn xem, nói năng và nghe ngóng như người trần. Duy nhất có một điều đi ngược lại các nhận định trên, nhưng trước mặt Chúa là xem ra quan trọng hơn tất cả. Đó là, con một Thiên Chúa, sự không ngoan tối cao, đã từ lòng Chúa Cha xuống thế để cứu độ các linh hồn, lấy gương sáng mà dạy bảo thế gian và loan báo lời cứu độ cho dân chúng. Người còn chuộc họ lại bằng giá máu châu báu của người, lấy máu mình mà rửa sạch và nuôi dưỡng họ. Những gì người có thể cho đi để mưu phần rõ cho chúng ta, người đã rộng rãi ban phát hết, hoàn toàn không giữ lại cho mình điều gì. Và bởi vì chúng ta phải làm mọi sự theo mẫu mực đã được nêu lên nơi người, giống như được nêu lên nơi đỉnh núi cao, nên tôi lại nghĩ sẽ đẹp lòng Chúa hơn nếu rời bỏ cảnh yên tĩnh và ra đi làm việc. Ngài bàn luận với các anh em về những điều ấy trong nhiều ngày, nhưng vẫn không thấy rõ hướng nào đẹp ý Chúa hơn để chọn theo. Mặc dầu Ngài hiểu được nhiều chuyện phi thường nhờ thần khí tiên tri, nhưng do sự sắp đặt khôn ngoan hơn của Chúa, Ngài không thể tự mình giải quyết cách minh bạch vấn đề này. Nhờ vậy, giá trị của việc rao giảng sẽ được tỏ bày bằng một dấu lạ bởi trời và đức khiêm nhường của người tôi tớ Đức Kitô được bảo toàn. Là một người anh em hèn mọn đích thực, nên mặc dầu đã học được nhiều điều lớn lao nơi vị thầy chí tôn về những vấn đề bé nhỏ hơn, Ngài vẫn không ngần ngại hỏi ý kiến những người thấp hơn mình. Ngài luôn đặc biệt thiết tha tìm kiếm làm thế nào và dùng cách gì để phục vụ Thiên Chúa cách trọn hảo hơn theo ý thích của người. Bao lâu Ngài còn sống, triết lý cao nhất của Ngài, ước nguyện cao nhất của Ngài là hỏi người khôn ngoan và người chất phác, hỏi người trọn lành và người bất toàn, hỏi người già và người trẻ, để biết làm cách nào có thể đạt đến đỉnh trọn lành cách hữu hiệu hơn cả. Vì thế, Ngài chọn hai anh em và phái họ đến gặp anh Silvete, là người đã thấy cây thánh giá xuất hiện trên miệng Ngài và lúc ấy đang dành hết thời giờ để cầu nguyện liên lỉ trên ngọn núi phía trên Assisi. Anh được yêu cầu xin Chúa giải gỡ mối nghi ngờ của Ngài về vấn đề này, rồi cho Ngài biết câu trả lời nhân danh Thiên Chúa. Ngài cũng cậy trinh nữ Clara Thánh Thiện bàn hỏi cùng những trinh nữ tinh tuyền nhất và đơn sơ nhất đang sống theo luật của bà. Xin bà cùng các chị em khác cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý Chúa trong việc này. Do một ơn mặc khải lạ lùng của thần khí, cả hai người, vị linh mục đáng kính và người trinh nữ tận hiến cho Chúa, đều đi đến một kết luận. Chúa muốn vị sứ giả của Đức Kitô phải rao giảng. Khi hai người anh em trở về và nói cho Ngài hay thánh ý của Chúa như họ đã tiếp nhận được, Ngài liền đứng dậy, thắt dây lưng và lên đường ngay, không một chút chần chừ. Ngài ra đi thi hành mệnh lệnh của Chúa đối với lòng nhiệt thành lớn lao và bước nhanh như thể bàn tay của Thiên Chúa đã đặt trên Ngài, ban cho Ngài một sức mạnh mới từ trời. Khi gần đến Bivagna, Ngài thấy một nơi có một đàn chim rất đông gồm nhiều loài đang tụ tập. Đấng thánh của Thiên Chúa vừa thấy chúng, Ngài liền chạy tới và cất tiếng chào hỏi bầy chim như thể chúng có trí khôn. Các con chim đều trở nên lanh lẹ và hướng cả về Ngài. Những con đậu trên cành nghiêng đầu khi Ngài đến gần chúng và hướng cả về Ngài một cách lạ lùng.
Ngài đến sát bên đàn chim và ân cần khích lệ tất cả hãy lắng nghe lời Chúa. Ngài nói: Anh em chim của tôi ơi, anh em phải hết lòng ca ngợi đấng dựng nên anh em. Ngài ban cho anh em bộ lông để mặc, ban cho anh em đôi cánh để bay, giao cho anh em không khí trong lành, chăm sóc anh em, không để cho anh em phải lo lắng gì. Trong khi Ngài đang nói những điều trên và những điều khác tương tự, đàn chim có những cử chỉ lạ lùng. Chúng bắt đầu rướng cổ, xòe cánh, hạ mỏ và nhìn Ngài chăm chú. Lòng đầy sốt sắng, Ngài đi lại giữa bầy chim, áo giòm đụng vào chúng. Thế nhưng không có con nào bỏ nơi ấy, cho đến khi người của Chúa làm dấu thánh giá ban phép lành cho chúng bay đi. Và lúc ấy cả bầy chim đồng loạt cất cánh. Các người bạn đồng hành của Ngài đứng bên bờ, bên đường đã thấy rõ tất cả những cảnh tượng này. Khi trở lại với họ, con người đơn sơ trong trắng ấy bắt đầu trách mình về tội chểnh mảng vì trước đây đã không giảng cho loài chim. Từ đấy, Ngài đi rao giảng qua các vùng lân cận và đến một làng tên là Amvavinano. Khi tụ tập dân chúng xong, Ngài kêu gọi im lặng. Nhưng người ta không nghe được tiếng Ngài vì một bầy én làm tổ gần đấy kêu ríu rít. Người của Thiên Chúa mới lên tiếng nói với chúng và mọi người đều nghe thấy: Này các chị én của tôi ơi, nay đến lượt tôi nói, các chị nói nhiều rồi. Các chị hãy lắng nghe lời của Chúa và hãy giữ im lặng cho đến khi công bố xong lời Chúa. Như hiểu được ý của Ngài, bầy chim én bỗng nhiên im lặng và không bay đi khỏi nơi ấy cho đến khi chấm dứt bài giảng. Tất cả những ai đã thấy việc này đều hết sức thán phục và dâng lời tôn vinh Thiên Chúa. Phép lạ này đồn đi khắp miền làm nhiều người thêm lòng tôn kính đối với vị thánh và thêm lòng sốt sắng đối với đức tin. Tại thành Parma, có một sinh viên tính tình tốt lành. Anh ta chăm chú học tập cùng với các bạn thì bị tiếng ríu rít của một con chim én quấy rầy. Anh ta nói với các bạn: Con én này, hắn thuộc bầy chim đã gây phiền hà cho người của Chúa là Francisco một lần lúc Ngài sắp giảng, khiến Ngài phải truyền cho chúng im lặng. Rồi quay sang con chim én, anh nói với lòng tin tưởng: Nhân danh người tôi tớ của Chúa là Francisco, ta truyền cho mi lại đây và im lặng ngay. Khi con chim vừa nghe tên Francisco, nó liền im lặng, như thể đã được tập luyện nhờ lời vị thánh chỉ dạy, và bay đến nép mình vào lòng bàn tay của chàng sinh viên như một nơi ẩn náu an toàn. Anh ta hết sức ngạc nhiên, vội vàng thả nó cho bay đi và không còn nghe tiếng nó nữa. Một lần khác, khi tôi tớ Chúa đang giảng trên bãi biển ở Geta, đám đông dân chúng vì lòng mộ mến đã ùa đến để chạm vào Ngài. Được dân chúng tán dương, người tôi tớ Đức Kitô hãi sợ và một mình nhảy lên một chiếc ghe nhỏ đã được kéo lên bờ. Chiếc ghe bắt đầu chuyển động như thể có trí khôn và khả năng tự di chuyển, và không có ai chèo chống, nó lướt xa bờ trước sự kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến. Khi đã ra một đoạn đến chỗ nước sâu, nó dừng lại, đứng im giữa sóng trong hết khoảng thời gian thánh nhân giảng cho đám đông đang đứng trên bờ chăm chú nghe. Sau khi nghe giảng bài, thấy phép lạ và nhận phép lành của Ngài, dân chúng ra về và không còn làm phiền Ngài nữa. Lúc ấy chiếc ghe tự trở vào bờ. Như vậy, hỏi ai là người cứng lòng và thiếu đạo đức đến nỗi xem thường lời giảng của Francisco? Nhờ quyền năng lạ lùng của Ngài, không những các vật không có trí khôn học biết phân lời, mà ngay cả những vật vô tri vô giác cũng phụng sự Ngài khi Ngài rao giảng, giống như chúng có sự sống vậy. Thần khí của Chúa, đấng đã sức dầu cho thánh nhân và sai Ngài đi, cũng như Đức Kitô là đấng quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa, luôn ở với người tôi tớ của các đấng. Nhờ vậy, Ngài có thể tuôn trào những lời giảng dạy chính xác và chói sáng bằng những dấu lạ quyền năng lớn lao. Lời Ngài nói như ngọn lửa hồng, xuyên đến những chỗ thâm sâu nhất của tâm can, làm cho linh hồn mọi người đều thán phục vì không cố phô diễn tài năng soạn thảo khéo léo theo kiểu con người, nhưng tỏa ra hơi thở của bạc khải thần linh.
có một lần phải giảng trước mặt Đức Giáo Hoàng và các vị hồng y theo gợi ý của Đức Giám mục giáo phận Ostania. Ngài học thuộc lòng một bài giảng đã soạn kỹ lưỡng. Khi đứng giữa các vị chức sắc để nói lên những lời đạo đức, Ngài thình lình quên hết và không thể nói ra bất cứ điều gì. Ngài thật lòng khiêm hạ thú nhận sự việc với các đấng, rồi Ngài cầm trí cầu khẩn ơn Chúa Thánh Thần. Bỗng nhiên, Ngài bắt đầu tuôn trào những lời lẽ hết sức khùng hồn, đánh động tâm trí của vị quyền cao chức trọng và dục lòng các vị an năng thống hối cách hữu hiệu, đến nỗi người ta thấy rõ là không phải Ngài nhưng thần khí của Chúa đang nói. Vì đã tự thuyết phục mình trước tiên bằng việc làm, nên Ngài không sợ người nghe bắt bẻ và can đảm nói lên sự thật. Ngài không hề nương nhẹ nhưng đánh thẳng vào các việc lỗi lầm. Ngài không bên đỡ cho lối sống của tội nhân nhưng khiển trách nặng lời. Nói với những người cao sang hay nói với những người hèn kém, Ngài đều nói cùng một lòng kiên quyết. Và trước đám đông hay một ít người, Ngài vẫn nói với cùng một niềm vui tinh thần. Nam nữ già trẻ lớn bé, tất cả đều tuôn đến để thấy và nghe con người mới mà từ trời ban cho tầng gian. Rảo qua nhiều vùng, Ngài rao giảng phúc âm cách nhiệt thành, có Chúa trợ giúp và chứng thực lời giảng bằng những phép lạ kèm theo. Thực vậy, trong quyền năng của Chúa, Phanxicô, vị sứ giả của chân lý, đã xua trừ ma quỷ và chữa lành kẻ đau ốm. Cao cả hơn thế nữa, Ngài đã làm mềm tâm trí cứng cỏi của những kẻ tội lỗi và thúc đẩy họ ăn năn sám hối, cùng lúc phục hồi sức khỏe cho thân thể và tâm hồn. Điều này được các phép lạ của Ngài minh chứng và chúng tôi xin kể lại một ít để làm ví dụ. Tại thị trấn Toscana, Ngài được tiếp đón nồng hậu vào một nhà một vị hiệp sĩ. Ông ấy chỉ có một người con trai duy nhất nhưng lại bị bắt toại từ lúc mới sinh. Theo lời nài xin tha thiết của người cha, Ngài đưa tay đỡ đứa bé lên và chữa lành nó ngay lúc ấy, làm cho tay chân của nó cứng cáp trở lại trước mắt mọi người. Đứa bé khỏe mạnh, đứng dậy đi lại nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa. Tại thị trấn Nami, theo lời yêu cầu của giám mục, Ngài làm dấu thánh giá từ đầu đến chân một người bất toại. Chân tay không còn cử động được nữa và đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn cho người ấy. Tại giáo phận Rieti, có một cậu bé trai, người sưng phù đã 4 năm đến độ không có cách nào nhìn thấy hai chân của mình. Khi bà mẹ đứa bé khóc lóc đem nó đến gặp Phanxicô, thánh nhân vừa đưa hai bàn tay linh thiêng của Ngài chạm vào nó, thì tức thì được chữa lành. Tại thành phố Otte, có một bé trai thân hình bị uốn vặn đến độ đầu nó chạm vào chân và một số xương bị gãy. Theo lời cha mẹ khóc lóc nài xin, Phanxicô ghi dấu thánh giá trên mình đứa bé. Nó liền được chữa khỏi và đứng thẳng lên ngay lập tức. Tại làng Bevanya, Ngài lấy nước bọt thoa 3 lần lên mắt một cô bé bị mù, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi và đã cho em được xem thấy trở lại như lòng mong ước. Một phụ nữ ở trong thành Nami, mắt bị mù, đã được Ngài ghi dấu thánh giá và đã được chữa sáng mắt như lòng mong ước. Tại Bologna, có một bé trai, một bên mắt bị màng đục che phủ khiến em không thể nhìn thấy gì bằng con mắt ấy và chữa cách nào cũng không khỏi. Sau khi người tôi tớ của Chúa ghi dấu thánh giá trên người em từ đầu đến chân, em được sáng mắt trở lại. Sau này nhập dòng anh em hèn mọn, anh tuyên bố rằng con mắt bị bệnh trước kia, nay thấy rõ hơn con mắt trước nay vẫn lành lặn. Tại làng San Gemini, tôi tớ của Chúa được tiếp đón vào nhà một người đạo đức, vợ ông ta đang bị ma quỷ quấy phá. Sau khi cầu nguyện, Ngài nhân danh Đức Vâng Lời truyền cho ma quỷ phải ra khỏi người phụ nữ ấy. Nhờ quyền năng Thiên Chúa, Ngài xua đuổi trừ ma quỷ mau chóng, đến mức có thể thấy rõ sự ngoan cố của ma quỷ cũng không cưỡng lại được quyền năng của Đức Vâng Lời. Tại Città di Castello, một người phụ nữ bị một con quỷ hung dữ ám, nhưng khi đấng thánh nhân danh Đức Vâng Lời truyền, nó liền phải tức tối xuất ra và người phụ nữ ấy bị quỷ ám đã tìm lại được sự tự do trong thân thể và trong tinh thần. Có một người anh em tu sĩ bị một chứng bệnh khủng khiếp đến nỗi nhiều người tin là ma quỷ ám chứ không phải là bệnh thường. Quả vậy, nhiều lần anh bị ném xuống đất
lăn lộn, sùi bọt mép, tay chân khi thì rút lại, khi thì duỗi thẳng, khi thì bẻ gấp, khi thì vặn cong, lúc khác lại cứng đờ. Đôi khi trong lúc đang nằm ngang, duỗi thẳng và cứng đờ, thân hình anh nảy bỗng lên cao rồi rơi xuống khủng khiếp. Người tôi tớ của Đức Kitô động lòng thương xót khi thấy anh ở trong tình trạng bệnh tật khốn khổ và vô phương chữa chạy như vậy. Ngài đưa cho anh một phần chiếc bánh mà Ngài đang dùng. Khi vừa nếm miếng bánh, sức lực người bệnh được phục hồi, mạnh khỏe đến mức không bao giờ còn mắc chứng bệnh ấy nữa. Tại vùng Arezzo, có một phụ nữ chuyển dạ nhiều ngày và đã gần chết. Trong tình trạng của chị, không còn cách nào chữa được ngoài cách của Chúa. Lúc ấy, người tôi tớ Đức Kitô đang ngồi trên lưng ngựa vì thể xác đau ốm và đi ngang qua vùng ấy. Xảy ra là khi đem con ngựa trả về cho chủ, người ta dắt nó qua ngôi làng có người phụ nữ đang đau đớn. Khi người trong làng thấy con ngựa thánh nhân đã cởi, họ liền tháo dây cương và đặt lên người chị phụ nữ. Ngay lúc dây cương chạm đến chị, mọi sự nguy hiểm biến mất cách lạ lùng và người phụ nữ đã sinh nở mẹ tròn con vuông. Ở Città della Pieve, có một người phụ nữ đạo đức và biết kính sợ Chúa, giữ được một sợi dây cha thánh chúng ta đã dùng làm thắt lưng. Lúc trong thành có nhiều người mắc đủ thứ bệnh, ông đến nhà, lấy nước đã được sợi dây chạm đến cho họ uống, nhờ đó nhiều người được lành bệnh. Nhiều bệnh nhân ăn bánh được người của Chúa chạm đến đã được quyền năng Chúa cho hồi phục mau chóng. Lời rao giảng của vị sứ giả Đức Kitô tỏ rạng qua những phép lạ này và nhiều pháp lạ khác tương tự, khiến dân chúng lắng nghe những điều Ngài dạy giống như thể sứ thần của Chúa đang nói. Thực vậy, người ta thấy nổi bật nơi Ngài đặc ân các nhân đức, thần khí tiên tri, quyền năng làm nhiều phép lạ, sấm ngôn từ trời truyền đi rao giảng, sự tuân phục của các thụ tạo không có trí khôn, việc các tâm hồn biến đổi mạnh mẽ khi nghe lời Ngài nói, sự thông hiểu xuất phát từ Đức Chúa Thánh Thần vượt trên mọi học thuyết của loài người, quyền rao giảng do Đức Giáo Hoàng ban ơn theo mặc khải của Chúa, và hơn hết là bộ luật được cùng một đấng đại diện Chúa Kitô phê chuẩn, trong đó có trình bày cách thức giảng dạy và như một ấn chứng có các dấu thánh của Đức Kitô vua chí tôn in trên thân thể Ngài. Đấy như là 10 chứng tích khẳng định cách chắc chắn cho toàn thế giới rằng Francisco, vị sứ giả của Đức Kitô, là người đáng tôn kính trong chức vụ, chân chính trong giáo thuyết và đáng khâm phục trong nhân đức thánh thiện, và qua đó đã rao giảng phúc âm của Đức Kitô như một vị khâm sai đích thực của Thiên Chúa. Chương 13. Các dấu thánh. Francisco, con người sống như thiên thần, không bao giờ ngừng tìm kiếm điều lành. Ngược lại, giống như các thiên thần trên chiếc thang gia cấp, hoặc là Ngài đi tới Chúa, hoặc là Ngài xuống với người lân cận. Thật vậy, Ngài đã học biết phần chia cách khôn ngoan khoảng thời gian được ban cho Ngài để lập công phúc. Ngài dành một phần để làm việc mưu ích cho đồng loại và dành phần còn lại để tâm hồn yên tĩnh thăng tiến trong chiêm ngưỡng. Vì thế, khi đã dùng hết sức lo cho phần rỗi của tha nhân theo yêu cầu của hoàn cảnh nơi chốn, Ngài rời bỏ đám đông náo nhiệt, đến những nơi thanh vắng, tìm kiếm những bí nhiệm của cô tịch. Ở đó, Ngài rủ sách bụi bặm có thể bám vào người trong thời gian sống giữa đám đông, cho bản thân được tự do hơn nữa tiếp xúc với Chúa. Vì thế, 2 năm trước khi linh hồn về trời, sau nhiều lao nhọc vất vả, Ngài được ơn quan phòng của Chúa hướng dẫn đến một nơi cao tách biệt, gọi là núi Laverna. Ở đó, như vẫn quen làm, Ngài bắt đầu ăn chay trong 40 ngày để kính tổng lãnh thiên thần Michael. Lúc ấy, Ngài cảm nghiệm được cách dồi dào hơn thường lệ niềm dịu ngọt dâng trào từ việc chiêm ngưỡng những sự trên trời. Tâm hồn Ngài bừng cháy mỗi một lúc mãnh liệt hơn những ước mong hướng về trời. Ngài được đưa lên những đỉnh cao, không phải như một người hiếu kỳ muốn tìm kiếm uy linh tối cao để rồi bị vinh quang Chúa đè bẹp, nhưng như một người đầy tớ khôn ngoan và trung tín, tìm hiểu thánh ý của Thiên Chúa là điều Ngài vốn hết sức nhiệt thành ao ước được tuân theo trong mọi sự. Có lời Chúa nói với Ngài trong tâm trí, dạy mở sách phúc âm, rồi sẽ được Chúa Kitô mặc khải cho biết những gì ở nơi Ngài
và xuất phát từ Ngài đáng được Chúa chấp nhận hơn cả. Sau khi cầu nguyện thật sốt sắng, Ngài cầm lấy sách phúc âm trên bàn thờ và nhờ anh bạn đồng hành, một con người thánh thiện toàn hiến cho Chúa, mở ra 3 lần nhân danh ba ngôi Thiên Chúa. Trong cả 3 lần mở sách, đến gặp đoạn nói về cuộc thương khó của Chúa, con người tràn đầy Thiên Chúa ấy hiểu rằng, như đã từng bắt chước Đức Kitô trong cuộc đời hoạt động, Ngài sẽ được nên giống Đức Kitô trong các đau đớn và ưu phiền lúc chịu tử nạn trước khi rời bỏ thế gian này. Mặc dầu thân thể Ngài đã yếu nhược vì những việc hãm mình rất nhiệm nhặt trong thời gian qua và vì liên lỉ vác thánh giá của Chúa, Ngài không hề sợ chịu tử vì đạo, trái lại còn lấy phần phấn chấn hơn nữa. Lửa tình yêu không thể kìm hãm đối với Chúa Giêsu nhân lành đã bùng lên trong Ngài thành những ngọn đuốc cháy sáng, và đến nước lũ cũng không dập tắt nổi một tình yêu mãnh liệt như thế. Trong khi đang được ao ước nhiệt thành như của thiên thần sốt mến nâng lên cùng Chúa và được lòng thông cảm thiết tha biến đổi thành chính đấng đã chấp nhận chịu đóng đinh vào cây thập tự vì quá yêu thương, thì một sáng kia, gần ngày lễ suy tôn thánh giá, lúc cầu nguyện bên sườn núi, Francisco bỗng thấy một thiên thần sốt mến có 6 cánh, sáng rực như lửa, từ trời bay nhanh xuống. Khi đến một chỗ trên không gần bên người của Chúa, giữa các cánh hiện ra như một người chịu đóng đinh, hai tay hai chân dang ra theo hình thập tự và đóng chặt vào một cây khổ giá. Hai cánh đưa lên trên đầu, hai cánh xòe ra để bay và hai cánh khác che toàn thân. Thấy cảnh tượng này, tâm hồn Ngài sống sang và trái tim Ngài tràn đầy lẫn lộn vui mừng và buồn sầu. Ngài vui mừng vì thấy Chúa Kitô dưới dáng vẻ thiên thần sốt mến đang nhìn mình, nhưng hình ảnh người bị đóng vào cây khổ giá khiến cho linh hồn thánh nhân bị một lưỡi gươm đâm thâu vì cảm tưởng. Thoạt đầu, Ngài hết sức kinh ngạc vì cảnh tượng kỳ diệu này, vì biết rằng tính yếu đuối thể hiện trong cuộc thương khó của Đức Kitô không thể nào dung hợp được với tính bất tử của một thiên thần sốt mến. Nhưng sau đó, nhờ Chúa soi sáng, Ngài hiểu rằng ơn Chúa ban phòng đã cho Ngài thấy một linh kiến như thế, cốt để cho người bạn của Đức Kitô biết trước rằng mình sẽ được biến đổi hoàn toàn nên giống Đức Kitô chịu đóng đinh, không phải do việc tử đạo ngoài xác thịt, nhưng từ một sự nồng cháy trong tinh thần. Rồi linh kiến biến đi, để lại trong trái tim Ngài một ngọn lửa kỳ diệu và in vào xác thịt Ngài như những dấu thánh không kém phần kỳ diệu. Thực vậy, ngay lúc ấy bắt đầu xuất hiện trên hai tay hai chân Ngài các dấu đinh, giống như Ngài vừa thấy trước đó ít lâu trên hình ảnh con người bị đóng đinh. Tay chân Ngài như bị đinh thâu đâm qua, mũ đinh xuất hiện trong lòng bàn tay và bàn chân, đầu đinh thâu qua bên kia, mũ đinh trong lòng bàn tay bàn chân hình tròn và đen, còn đầu đinh thuôn và gập cong như lấy búa đóng quặp lại, nổi lên bên trên thịt và lòi ra ngoài. Cạnh sườn bên phải của Ngài cũng như bị một mũi giáo đâm vào, mang một vết thương đỏ hồng, thường có máu rỉ ra, làm ướt áo dòng và áo trong. Người tớ của Đức Kitô nhận thấy không thể nào giấu, không cho các bạn đồng hành thân cận biết các dấu thánh đã được in vào xác thịt một cách quá rõ ràng như vậy. Nhưng Ngài vẫn sợ tỏ lộ bí nhiệm của Chúa, và vì thế Ngài lâm vào tình trạng hoang mang lo âu, không biết có nên nói ra, giữ kín những điều ấy. Ngài gọi một vài anh em đến và dùng những lời chung chung trình bày mối nghi ngại của mình và xin anh em cho lời khuyên. Một anh em tên là Luminato, được ơn Chúa soi sáng đúng như tên gọi, hiểu là Francisco đã nhìn thấy một điều gì đó kỳ diệu, khiến Ngài choáng váng nên nói với vị thánh. Thưa anh cần nhớ rằng đôi khi các bí nhiệm của Chúa được mặc khải cho anh không phải để mưu ích cho một mình anh, nhưng còn cho nhiều người khác nữa. Nếu anh đem giấu đi những điều đã được tiếp cận được vì lợi ích của nhiều người, thì đúng là anh phải sợ sẽ bị khiển trách là chôn giấu nén vàng. Mặc dầu trong các trường hợp khác, thánh nhân vẫn nói, bí mật của tôi là của tôi. Tuy nhiên lần này, những lời của anh Luminato nói Ngài làm Ngài phải suy nghĩ lại. Rồi một cách hết sức dè dặt, Ngài kể lại diễn tiến chi tiết của linh kiến và thêm rằng đấng hiện ra với Ngài đã cho một số điều mà Ngài không được tiết lộ cho bất cứ ai bao lâu Ngài còn sống. Do đó chúng ta phải tin rằng những lời mà thiên thần sốt mến hiện ra cách lạ lùng trên thánh giá
đã nói bí mật đến mức loài người không được phép nói lại. Sau khi tình yêu chân thật của Đức Kitô đã biến đổi con người yêu mến Ngài, nên chính hình ảnh của Ngài, khi thời gian 40 ngày ở trong nơi cô tịch như lòng mong ước đã chấm dứt, và khi lễ tổng lãnh thiên thần Mikae cũng đã đến, Francisco, con người mang tính kiên thần, đi xuống núi mang theo hình ảnh của đấng chịu đóng đinh, không phải ghi trên bia đá hoặc trên bảng gỗ, không phải do tay người phàm thực hiện, nhưng do chính ngón tay của Thiên Chúa hằng sống tạc trên các phần thân thể. Và bởi vì giữ kín bí mật của nhà vua là điều tốt đẹp, nên con người biết bí mật hoàng cung ấy đã che các dấu thánh không cho người phàm thấy. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn trọn quyền tỏ bày những vĩ nghiệp của người đã thực hiện để làm rạng danh người. Vì thế chính Chúa, đấng đã in các dấu thánh kín đáo cũng đã cho hiển hiện cách công khai một số phép lạ để quyền năng dấu ẩn và lạ lùng của các dấu thánh được tỏ bày rạng rỡ. Trong tỉnh Rieti bùng phát một trận dịch dữ dội, làm chết nhiều đàn bò và cừu, không có thuốc nào chữa trị. Có một người kính sợ Chúa ban đêm được báo trong giấc mộng là phải mau đến ẩn viện của các anh em, nơi Francisco, người tôi tớ của Chúa đang trú ngụ, và hỏi xin ít nước trong đó Ngài rửa tay chân, đem về trảy lên gia súc. Sáng ra thức dậy, ông đến nơi, nhờ các bạn đường của thánh nhân kính đáo lấy nước, rảy lên đàn bò và cừu. Thật lạ lùng, ngay lúc ấy, nước chạm đến các con vật đang nằm rũ liệt, chúng liền khỏe lại, đứng dậy và hối hả chạy ra đồng ăn cỏ như không hề có bệnh tật gì. Như thế là nhờ quyền năng lạ lùng của thứ nước đã chạm đến các vết thương linh thiêng của Ngài, trận dịch đã bị chặn đứng và cơn bệnh gây chết chóc đã chạy xa đàn gia súc. Khoảng thời gian thánh nhân ở trên núi Lavana, mây mù thường phủ kín ngọn núi và có nhiều trận mưa đá tàn phá mùa màng. Nhưng sau cuộc hiện ra hồng phúc ấy, mưa đá đã chấm dứt, làm cho cư dân kinh ngạc. Bầu trời quang đãng khác với thường lệ cho thấy giá trị cao cả của linh kiến bởi trời và quyền năng của các dấu thánh được in tại nơi này. Một lần kia, vào mùa đông, vì sức yếu và vì đường xá khó đi, Ngài ngồi trên lưng của một con lừa, của một người dân nghèo, và phải đi qua đêm dưới chân một vách đá nhô ra để tìm cách tránh nguy hiểm, tuyết lăn và của đêm tối chợt đến. Cũng vì những trở ngại ấy mà Ngài không kịp đến nơi trú ngụ. Đêm ấy đấng thánh nghe ân nhân của mình lăn qua trở lại, trên rỉ cằn nhằn. Ông không ngủ được vì chỉ mặc có một cái áo mỏng mà trời lại quá rét. Trong người cháy lửa yêu mến Thiên Chúa, Ngài giang tay ra và chạm vào người ông. Một sự việc lạ lùng đã xảy ra. Khi bàn tay đang cầm than hồng của thiên thần sốc mến chạm đến, da rét tèn biển ngày, người đàn ông cảm thấy một sức nóng bừng lên cả bên trong lẫn bên ngoài, giống như có một luồng khí hừng hực từ một lò lửa thổi vào người ông. Được tăng sức trong tâm trí và ngoài thân thể, ông ngủ cho đến sáng, nằm giữa đá và tuyết mà ngủ say hơn bất cứ lúc nào nằm trong giường của mình, như ông thuật lại về sau. Qua những dấu chỉ chắc chắn, người ta có thể thấy rằng các dấu thánh đã được in trên mình thánh nhân bởi quyền năng của đấng thanh luyện, soi sáng và nung nấu qua tác động sốc mến. Bên ngoài, các dấu thánh được thực hiện những điều lạ lùng như đẩy lui ôn dịch, đem lại sức khỏe, trời quang và hơi ấm cho thân thể. Sau khi Ngài qua đời, điều này lại còn được chứng minh bằng những phép lạ tỏ tường hơn nữa, như sẽ thuật lại sau này ở chỗ thích hợp. Ngài hết sức cố gắng che giấu kho tàng tìm thấy trong thổ ruộng, nhưng cũng không thể ngăn một vài người thấy các dấu thánh ở tay và chân, mặc dù hai bàn tay luôn che kín từ lúc đó, chân luôn mang giày. Một vài anh em được thấy các dấu thánh khi Ngài còn sống. Đây là những con người thánh thiện nổi trội và hoàn toàn đáng tin cậy. Tuy nhiên, để loại bỏ mọi nghi ngờ, họ đã đặt tay trên các sách phúc âm thiêng liêng, xác nhận bằng lời thề rằng các dấu thánh có thật và họ đã thấy các dấu ấy. Một vài vị hồng y cũng được thấy các dấu thánh vì các ngài là bằng hữu thân thiết của thánh nhân. Các ngài đã soạn những thánh ca, điệp ca và những khúc tiếp liên để tôn vinh thánh nhân, trong đó có những lời ca tụng các dấu thánh. Và như vậy, bằng lời nói và chữ viết, các ngài đã làm chứng cho sự thật. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Alessandro, trong một bài giảng cho dân chúng, có nhiều anh em và bản thân tôi được nghe, cũng khẳng định rằng
Ngài từng được thấy tận mắt các dấu linh thiêng khi thánh nhân còn sống. Xin lưu ý với quý vị, lý do mà tác giả xưng tôi ở đây, đó chính là tác giả của quyển sách này chính là Thánh Bonaventura, người học trò vĩ đại của Thánh Francisco Assisi. Hơn 50 anh em cùng với Clara, người trinh nữ hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, và các chị em bà, cũng như vô số người giáo dân khác cũng được thấy các dấu thánh sau khi Ngài qua đời. Vì lòng sùng mộ, nhiều người còn hôn và lấy tay chạm vào các dấu ấy để có thể làm chứng cho thêm chắc chắn, như chúng tôi sẽ kể lại ở chỗ thích hợp. Riêng vết thương ở cạnh sườn, Ngài che giấu rất kỹ lưỡng, nên bao lâu Ngài còn sống không ai được thấy được, ngoại trừ theo cách nhìn trộm. Một người anh em là người vẫn thường tận tâm chăm sóc Ngài, đã dùng lời khôn ngoan đạo đức thuyết phục được Ngài cởi áo dòng để anh đi dũ bụi. Chăm chú nhìn, anh thấy được vết thương. Hơn nữa, anh còn nhanh chóng lấy ba ngón tay chạm vào đó để xác định kích cỡ bằng cả mắt, nhìn, lẫn, tay chạm. Người anh em đó lúc đó làm phụ tá cho Ngài cũng đã nhìn thấy vết thương một cách tương tự. Một anh em, vốn thuộc số những người bạn đồng hành của Ngài, tính tình rất đơn sơ và chất phác. Một hôm lúc đang xoa bóp hai vai của Ngài bị mỏi vì bệnh tật, bàn tay của anh vướng phải cái mũ trùm đầu và vô tình chạm vào vết thương linh thiêng, làm cho Ngài rất đau. Vì việc này nên từ đó về sau, Ngài luôn mặc một chiếc áo lót che đến phần nách để che giấu vết thương cạnh sườn. Các anh em giặt áo lót thỉnh thoảng, dụ áo dòng cho Ngài cũng thấy máu dính vào áo, và dựa vào đó đều tin chắc rằng vết thương linh thiêng là hoàn toàn có thật. Vết thương mà sau khi Ngài qua đời, họ cùng với nhiều người khác được chiêm ngưỡng và tôn kính tỏ tường. Này, hỡi người hiệp sĩ rất dũng cảm của Chúa Kitô, hãy cầm lấy khiên giáp của vị lãnh tụ bất khả chiến bại. Được các vũ khí ấy bảo vệ, Ngài sẽ chiến thắng mọi kẻ thù. Hãy phất cao ngọn cờ của Đức Vua Chí Tôn, hầu mọi chiến binh của đạo quân Thiên Quốc trông thấy mà thêm lòng can đảm. Hãy cầm lấy dấu ấn của Chúa Kitô, vị Thượng Đế tối cao. Nhờ dấu ấn ấy, lời nói và việc làm của Ngài sẽ được nhiều người nhìn nhận cách chính đáng là chân thật và không trách cứ được điều gì. Này, vì các dấu tích của Chúa Giêsu mà Ngài mang trên thân mình, không còn ai được làm phiền Ngài. Trái lại, mỗi tôi tớ của Đức Kitô phải tỏ lòng tôn kính đối với Ngài cách nồng nhiệt hơn nữa. Này, nhờ các dấu chỉ hết sức chắc chắn này, không những được xác nhận bởi lời chứng đầy đủ của hai hoặc ba nhân chứng, nhưng còn bởi lời chứng dư đầy của cả một đoàn người đông đảo, lời chứng của Thiên Chúa về Ngài và qua Ngài trở nên hết sức đáng tin, làm cho kẻ không tin không còn viện được một cớ nào, trong khi củng cố lòng tin của các tín hữu, nâng họ lên cao bằng hy vọng chắc chắn và nung đốt họ bằng ngọn lửa bác ái. Này đã thực sự ứng nghiệm linh kiến thứ nhất Ngài được thấy. Linh kiến tỏ cho biết Ngài sẽ là một người lãnh đạo tương lai của đạo quân Chúa Kitô, người mang các binh giáp bởi trời cố gắng huy hiệu thánh giá. Này, cần phải tin chắc là thật linh kiến Ngài đã lúc đầu khởi đầu cuộc sống hoán cải, linh kiến trong đó đấng chịu đóng đinh đâm thâu linh hồn Ngài bằng thanh gươm của thương cảm sầu bi, cũng là linh kiến trong đó Ngài nghe được tiếng nói từ cây thánh giá, như xuất phát từ chính ngai của Chúa Kitô vinh hiển, và từ phía trên nắp xá tội huyền nhiệm như chính lời thánh thiện của Ngài xác nhận. Này cần phải tin và khẳng định là có sự việc sau này trong cuộc đời hoán cải của Ngài. Anselm Vitae thấy cây thánh giá phát ra cách lạ lùng từ miệng Ngài. Việc anh Pacifico thánh thiện thấy hai thanh gươm đâm qua thân thể của Ngài theo hình thánh giá. Và việc anh Monado, con người có đời sống như thiên thần, thấy hình dáng Ngài bay bổng trên không, tay giang ra theo hình thánh giá, trong lúc thánh An Tôn đang giải về hàng chữ trên đầu cây thánh giá. Đấy không phải là những ảo kiến, nhưng là mặc khải bởi trời. Này vào lúc cuối đời, Ngài được biến đổi cùng một lúc nên giống thiên thần sốt mến cao cả và giống đấng chịu đinh khiêm hạ. Sự việc này bên trong làm cho tâm hồn Ngài cháy lửa nồng nàn, bên ngoài đánh dấu Ngài như vị thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, mang trong mình ấn của Thiên Chúa hằng sống. Linh kiến này củng cố lòng tin vào các linh kiến trước đó và đồng thời cũng được các linh kiến trước đó chứng thực.
Vậy là thánh giá của Đức Kitô lần lượt hiện ra 7 lần cách lạ lùng trước mắt cha hay nơi bản thân cha, và như bước qua 6 bậc, cha đã đến bậc thứ 7, nơi cha cuối cùng tìm được sự yên nghỉ. Lúc khởi đầu cuộc đời đền tội, thánh giá của Đức Kitô vừa được trao thì cha đã đón nhận ngay. Từ lúc ấy, cha liên lỉ với vác thánh giá qua suốt cuộc đời đầy thử thách và nêu lên làm gương sáng cho tha nhân. Thánh giá ấy chứng tỏ cách rất chắc chắn và rõ ràng là cuối cùng cha sẽ đạt đến tỉnh trọn của tình phúc âm. Vì thế, không một con người đạo đức nào có thể bác bỏ bằng chứng của đức khôn ngoan Kitô giáo đã được ghi sâu vào thân xác bụi đất của cha. Không một người thực sự có lòng tin nào có thể chống đối. Không một người thực sự khiêm nhường nào có thể xem nhẹ vì đã thực sự được Thiên Chúa tỏ bày và hoàn toàn đáng tin cậy. Chương 14. Đức kiên nhẫn chịu đựng và cuộc ra đi của Ngài. Đã được đóng đinh vào thánh giá cùng với Đức Kitô, cả trong thân xác lẫn tinh thần, Phanxicô không những tha thiết ước mong vươn lên đến Thiên Chúa bằng tình yêu của thiên thần sốc mến, nhưng còn khao khát được cùng với Đức Kitô chịu đóng đinh cứu độ muôn người. Do không thể đi được vì các mũi đinh lòi ra dưới bàn chân, Ngài đã nhờ khiêng tấm thân đã gần chết của Ngài qua các thành thị và thôn ấp để kêu gọi người ta vác lấy thánh giá của Đức Kitô. Ngài nói với anh em: "Nào anh em, chúng ta hãy bắt đầu phục vụ Chúa là Thiên Chúa chúng ta, vì cho đến nay chúng ta đã làm quá ít." Ngài hết sức khao khát quay trở lại hoàn cảnh khiêm tốn ban đầu để chăm sóc cho các người bệnh phong cùi như khởi sự, và để bắt thân thể đã gần suy sụp vì lao nhọc trở lại phục vụ như trước kia. Theo gương Đức Kitô, Ngài dự định làm những việc lớn lao, và mặc dầu chân tay đã yếu nhược, với một tinh thần mạnh mẽ và hăng hái, Ngài vẫn hy vọng chiến thắng kẻ thù trong một cuộc chiến mới. Thực vậy, không có một chỗ thờ ơ và lười biếng nào ở nơi nào tình yêu không ngừng thúc giục vươn tới những điều cao cả hơn. Trong con người Ngài có một sự hài hòa giữa xác thịt và tinh thần, có một sự sẵn sàng tuân phục lớn lao đến mức khi Ngài ra sức đạt tới sự thánh thiện trọng lành, không những xác thịt không chống cự mà còn thậm chí cố gắng chạy trước. Để các công phúc của Ngài có thể gia tăng, mà công phúc thì chỉ có thể đến mức trọn hảo trong sự kiên nhẫn, nên người của Chúa bắt đầu phải chịu nhiều thứ bệnh tật, trầm trọng đến mức hầu như không có phần cơ thể nào của Ngài lại không đau đớn dữ dội. Do nhiều chứng bệnh kéo dài liên lỉ, xác thịt đã đến độ hoàn toàn tàn tạ, chỉ còn da bọc xương. Nhưng khi bị đớn đau dày vò thân thể, Ngài không gọi các sự khốn khó của mình là các khổ hình, nhưng là các chỉ. Một lần kia, Ngài đau đớn hơn thường lệ. Có một người anh em theo suy nghĩ đơn sơ của mình đã nói với Ngài: "Thưa anh hãy xin Chúa đối xử với anh dịu dàng hơn, vì xem ra bàn tay của người đặt trên anh nặng hơn lẽ thường." Nghe thể thánh nhân rên rỉ và kêu than: "Nếu tôi không biết tính anh đơn sơ thật thà, thì từ rày về sau tôi sẽ tránh xa anh, vì anh dám chê trách các phán quyết của Chúa đối với tôi." Rồi dù đã hoàn toàn kiệt quệ vì bệnh nặng kéo dài, Ngài vẫn lăn mình xuống đất, làm xương cốt đã yếu nhược bị chấn động vì rơi mạnh. Ngài hôn lên mặt đất và nói: "Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tất cả những đớn đau này. Xin Chúa tăng thêm gấp trăm lần nữa nếu như điều đó đẹp lòng Chúa. Chúa không chừa con ra, nhưng để con chịu cực. Con rất sẵn sàng chấp nhận, bởi vì thi hành thánh ý Chúa là nguồn an ủi dư tràn cho con." Bởi vậy các anh em có cảm tưởng như họ đang nhìn thấy một ông Gióp khác. Thân xác càng rã rời, nghị lực của tâm hồn càng gia tăng. Bản thân Ngài từ lâu biết trước giờ chết, và khi Ngài ra đi cần kề, Ngài nói với các anh em rằng mình sắp rời liều tạm là thân xác như Chúa Kitô đã cho Ngài hay. 2 năm sau Ngài được lãnh nhận các giáo thánh, tức là 20 năm sau Ngài trở lại, dưới những phát đục của bệnh tật đau đớn, Ngài đã được gọt đẽo như một phiến đá để sẵn sàng ghép vào công trình xây dựng thành Jerusalem Thiên Quốc, và như một tác phẩm bằng chất liệu uốn dập được, Ngài đã được hoàn thiện dưới những nhát búa của gian nan khốn khó.
Ngài xin được đưa về nhà nguyện Đức bà Portiuncula để có thể trở lại hơi thở sự sống ở nơi Ngài đã nhận được thần khí ân sủng. Khi được đưa đến nơi ấy, để chứng tỏ bằng gương sáng chân lý rằng mình không có gì liên quan đến thế gian, trong tình trạng bệnh tật trầm trọng đến mức sắp kết thúc bằng sự suy nhược toàn diện, với tinh thần nhiệt thành, Ngài đặt thân mình hoàn toàn trần trụi trên nền đất trần trụi, để trong giờ cuối cùng, khi kẻ thù còn hoành hành, Ngài có thể mình trần đánh vật với kẻ thù trần trụi. Ngài nằm như thế trên nền đất, chiếc áo bằng vải thô đã được trút bỏ, mặt hướng lên trời như đã quen và đăm đăm hướng về vinh quang. Ngài đặt tay trái trên vết thương bên sườn để không cho ai trông thấy. Rồi Ngài nói với anh em: "Tôi đã làm xong phần việc của tôi. Xin Chúa Kitô dạy anh làm phần việc của anh em." Tâm hồn các người bạn đồng hành của thánh nhân bị đâm thâu bởi lưỡi gươm giáo cảm thương. Họ khóc lóc thảm thiết. Một người trong số họ, một anh em mà người của Chúa thường gọi là vị thủ viện của Ngài, nhờ ơn Chúa soi sáng biết được nguyện ước của Ngài nên vội vàng đứng lên. Anh lấy một cái áo dòng cùng với sợi dây và áo lót rồi trao cho người nghèo bé nhỏ của Chúa Kitô. Anh nói: "Tôi đưa những thứ này cho anh mượn như cho một người nghèo mượn, và nhân danh Đức vâng lời, anh hãy cầm lấy." Nghe vậy, thánh nhân vui mừng và hoan hỷ trong lòng, vì thấy rằng mình đã giữ lòng trung thành cho đến cùng với bà chú nghèo. Đưa hai tay lên trời, Ngài ngợi khen Đức Kitô của Ngài vì nay đã được giải thoát khỏi mọi sự và sẽ được tự do đi về nhà Chúa. Thực vậy, tất cả những việc trên Ngài đã làm vì lòng nhiệt thành đối với đức nghèo khó, đến cả chiếc áo dòng cũng không có muốn có, trừ khi là mượn của người khác. Trong tất cả mọi sự, Ngài ao ước không một chút do dự được nên giống Chúa Kitô chịu đóng đinh, đấng nằm treo trên thánh giá, nghèo khó, đau đớn và trần trụi. Chính vì thế, lúc khởi đầu của cuộc đời đền tội, thân trần trụi, Ngài đã đứng trước Đức Giám Mục, và vào lúc cuối đời, Ngài đã muốn rời bỏ thế gian này, thân trần trụi. Ngài cũng nhân danh Đức Vâng Lời trong yêu thương, truyền cho các anh em đang giúp đỡ Ngài khi thấy Ngài tắt thở. Hãy đặt Ngài nằm trần trụi trên nền đất trong khoảng thời gian đi thong thả được một dặm đường. Ôi, con người thực sự thấm nhuần tinh thần Kitô giáo nhiều hơn tất cả con người. Con người đã nỗ lực noi gương cách hoàn hảo, để khi sống thì giống như Đức Kitô sống, khi hấp hối thì giống Đức Kitô hấp hối, khi chết thì giống Đức Kitô chết. Ngài thật đáng được mang trên mình huy hiệu biểu trưng nét tương đồng rõ rệt. Khi giờ ra đi đã đến gần, Ngài cho gọi tất cả các anh em đang ở nơi ấy đến, lấy lời an ủi mà vỗ về họ. Với lòng âu yếm của một người cha, Ngài khuyến khích anh em yêu mến Thiên Chúa. Ngài nói nhiều về việc kiên trì giữ đức khó nghèo và kiên nhẫn chịu đau khổ về đức tin của Hội Thánh Roma, cũng như về việc đặt Thánh Phúc Âm trên tất cả mọi quy định khác. Ngài giơ tay bắt chéo theo hình thánh giá, là dấu Ngài vẫn luôn yêu quý, đặt trên tất cả các anh em đang ngồi quanh, rồi nhân danh và trong quyền năng của đấng chịu đóng đinh, Ngài chúc lành cho tất cả anh em hiện diện cũng như vắng mặt. Đoạn Ngài nói thêm: "Giả biệt tất cả các con hãy giữ mình trong lòng kính sợ Chúa và hãy luôn ở lại trong Người. Sắp tới sẽ có gian truân khốn khó, phúc cho ai trung thành đến cùng trong những điều đã khởi sự. Phần cha đang vội về với Chúa, cha phó thác tất cả chúng con cho ân sủng của Người." Nói xong những lời khuyên nhủ tha thiết ấy, con người rất được Chúa thương mến, truyền đem tập sách Phúc Âm đến và nhờ đọc cho mình Phúc Âm theo Thánh Gioan, từ đoạn bắt đầu bằng câu: "Trước ngày lễ vượt qua", sau đó Ngài lấy hết sức sướng lên thánh vịnh: "Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa, tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương", và đọc cho đến câu cuối: "Bao kẻ lành sống lại mừng con, vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc". Cuối cùng, khi tất cả các ý định nhiệm màu của Chúa đã hoàn tất nơi Ngài
và linh hồn rất thánh thiện ấy được giải thoát khỏi thân xác và được thu nhận vào vực thẳm ánh sáng thần linh, đấng vinh phúc yên nghỉ trong Chúa. Một người trong số các anh em và môn đệ của Ngài thấy linh hồn Ngài tựa một ngôi sao rực rỡ, được một đám mây trắng nâng lên trên biển nước mênh mông và đưa thẳng về trời. Linh hồn ấy như tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của sự thánh thiện hoàn hảo, tràn đầy sự khôn ngoan và ân sủng bởi trời. Nhờ đó thánh nhân đáng được vào cõi ánh sáng và bình an để muôn đời nghỉ yên với Chúa Kitô. Lúc ấy, người phục vụ các anh em ở Tede di Vavoro là anh Agostino, một người thánh thiện chính trực. Anh đang ở trong giờ lâm chung và đã cấm khẩu trước đó một thời gian. Bỗng nhiên những người đang đứng chung quanh nghe anh la lớn. Cha ơi, đợi con với, con đến với cha đây. Các anh em ngạc nhiên hỏi anh đang nói với ai cách mạnh dạn như vậy. Anh trả lời, anh em không thấy cha chúng ta là Francisco đang về trời sao? Và ngay lúc ấy, linh hồn thánh thiện của anh rời bỏ thân xác và đi theo người cha chi thánh. Lúc ấy, Đức Giám mục Assisi đang ở tại đền thờ Thánh Mica trên núi Gargano vì là mùa hành hương. Chính đêm lìa trần, đấng vinh phúc Francisco hiện ra với ngài và nói, thưa Đức Cha, nay con rời bỏ trần gian mà về trời. Sáng dậy, Đức Giám mục thuật lại cho đoàn tùy tùng nghe những gì ngài đã thấy, và khi trở về Assisi, ngài cẩn thận hỏi han và biết chắc cha thánh đã rời khỏi trần gian vào đúng giờ ngài hiện ra cho mình trong linh kiến. Chim sơn ca vốn là loài yêu thích ánh sáng và sợ bóng tối hoàng hôn, nhưng vào giờ thánh nhân ra đi, khi trời đã chạng vạng tối, chúng vẫn tụ họp thành một đàn lớn trên nóc nhà và bay lượn một hồi lâu với niềm vui khác thường. Qua đó, cống hiến một thứ chứng cứ vừa vui tươi vừa hiển nhiên cho vinh quang của thánh nhân, đấng đã nhiều lần mời gọi chúng cất tiếng hót ngợi khen Thiên Chúa. Quý vị đang nghe audio tại kênh YouTube Sách và Bạn. Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng một việc làm rất đơn giản, đó là xin quý vị hãy nhấn nút like để lại bình luận và chia sẻ cho những người thân yêu của mình như một cách để loan truyền lời Chúa. Xin cảm ơn quý vị. Chương 15. Phong thánh và di chuyển hài cốt của Ngài. Như thể Francisco, người tôi tớ và bằng hữu của đấng tối cao, người sáng lập và lãnh đạo của dòng anh em hèn mọn, bậc thầy và đức khó nghèo, kiểu mẫu của đời đền tội, sứ giả của chân lý, tấm gương của sự thánh thiện và mẫu mực của mọi sự trọn lành theo phúc âm, được ơn bởi trời trợ giúp, đã tuần tự tiến từ bậc thấp nhất và đạt đến tỉnh tuyệt đỉnh. Con người kỳ diệu này, Chúa đã làm cho rạng rỡ cách lạ lùng lúc còn sống, sung túc nhờ khó nghèo, cao cả nhờ khiêm hạ, linh hoạt nhờ khổ chế, khôn ngoan nhờ đơn sơ chất phác, và nổi danh giờ nói sống hoàn thuyện. Chúa lại còn làm cho rạng rỡ bội phần hơn nữa khi chết. Thực vậy, sau khi con người vinh phúc này lìa đời, sau khi tinh thần linh thiêng ấy tiến vào ngôi nhà vĩnh cửu và được hưởng vinh quang nhờ uống no đầy nơi mạch nước truyền sinh, vẫn còn để lại trên thân thể mình một số dấu chứng rõ ràng của vinh quang tương lai. Thần xác chi thánh của Ngài do đã bị đóng đinh cùng với các tật xấu của nó và đã được biến đổi thành một thụ tạo mới nhờ một đặc ân phi thường, đã được mang hình ảnh biểu trưng cuộc thương khó của Chúa Kitô và qua phép lạ mới lạ này, tỏ cho thế gian thấy một hình mẫu của sự phục sinh. Trên chân tay Ngài, người ta có thể thấy những cây đinh đã được quyền năng Thiên Chúa tạo ra cách lạ lùng từ xác thịt Ngài và ghi khắc vào chính xác thịt ấy. Nếu nhấn vào từ bất cứ phía nào, thì ngay lập tức chúng lòi ra phía bên kia, như thể do một sợi gân cứng cáp và liền lạc kéo vậy. Người ta cũng có thể thấy rõ vết thương nơi cạnh sườn Ngài không phải do một dụng cụ nhân loại nào gây ra hay tạo nên, trông giống như một vết thương nơi cạnh sườn Chúa Cứu Thế, là vết thương biểu lộ màu nhiệm cứu độ và tái sinh nhân loại. Màu đinh ở chân và tay đen tựa như màu sắc, còn vết thương cạnh sườn thì màu đỏ, và do da thịt bóp lại thành hình tròn nên xem tựa như một bông hồng rất đẹp. Da thịt của Ngài trước đây phần do tự nhiên, phần do bệnh tật có màu sậm, nay trắng lạ lùng, cho thấy vẻ đẹp của chiếc áo thứ hai Ngài được mặc.
Chân tay Ngài vẫn hết sức mềm mại, như thể tìm lại được sự mềm mại của tuổi thơ và được ban cho những dấu hiệu tỏ tường của tình trạng vô tội. Các cây đinh màu đen nổi rõ trên làn da trắng ngời và vết thương cạnh sườn đỏ tươi như một đóa hoa hồng mùa xuân. Vì thế không lạ gì nếu những nét đẹp lạ lùng và đa dạng này làm cho những ai trông thấy đều kinh ngạc và hân hoan. Con cái của Ngài khóc than vì mất đi một người cha đáng yêu mến như thế, nhưng lòng họ luôn tuôn tràn một niềm vui không nhỏ khi được hôn lên các huy hiệu của Đức Vua Chí Tôn in trên thân thể Ngài. Tính chất mới mẻ của phép lạ biến đổi sự ưu phiền của họ thành niềm vui và làm cho những nỗ lực tìm hiểu của họ hóa thành thán phục. Cảnh tượng độc nhất và phi thường này làm cho những ai chứng kiến đều được củng cố lòng tin, khơi dậy lòng mến, còn những ai nghe kể lại đều ngưỡng mộ và ao ước được thấy. Khi dân chúng nghe tin cha thánh của chúng ta lìa đời và khi tin tức về các phép lạ được lan truyền, họ vội vã tuôn đến nơi anh em ở để thấy tận mắt và xua tan mọi mối nghi ngờ, đồng thời cho lòng yêu mến được thêm nhiều hân hoan. Đông đảo công dân thành Assisi được cho vào chiêm ngắm tận mắt và hôn tận môi các dấu tích thiêng liêng. Một người trong số họ, một hiệp sĩ có học và khôn ngoan, tên là Hieromino, một người danh tiếng và vị vọng, trong lòng vẫn nghi ngờ về các dấu thánh ấy, và giống như Thomas, ông không tin. Trước mặt các anh em tu sĩ và các công dân, với lòng nhiệt thành và táo bạo, ông không ngần ngại cầm lay các cây đinh và đưa tay chạm vào hai tay, hai chân và cạnh sườn thánh nhân. Trong khi ông đang lấy tay xem xét các dấu tích chân chính thể hiện các vết thương của Chúa Kitô, thì vết thương nghi ngờ trong lòng ông và trong lòng nhiều người khác đã được chữa khỏi. Nhờ vậy, về sau cùng với nhiều người khác, ông trở nên nhân chứng cho sự thật mà ông đã được biết cách chắc chắn và quả quyết bằng lời thề đặt tay trên phúc âm. Số anh em và con cái của Ngài, những người đã được gọi về lúc cha thánh lìa trần, cùng với đám đông dân chúng thức suốt đêm hát lời ngợi khen Thiên Chúa. Họ làm cho đêm ra đi của đấng biểu dương Chúa Kitô giống như một đêm canh thức của thiên thần, chứ không phải một đêm canh thức cầu cho người chết. Lúc hừng đông, đám đông đã tụ họp về, tay cầm cành lá và đèn nến, khiêng thi thể linh thiêng của Ngài vào thành Assisi, cùng với tiếng hát, thánh thi và thánh ca. Khi đi ngang qua nhà nguyện thánh Damiano, nơi người trinh nữ cao quý là Clara, nay vinh hiển trên cõi trời, lúc ấy đang sống ẩn dật với các trinh nữ khác, họ dừng lại một lát để cho các nữ tu có dịp thấy và hôn lên thân thể linh thiêng được gắn những viên ngọc bảy trời. Cuối cùng về đến thành trong niềm hân hoan lớn lao, họ hết lòng cung kính đặt kho tàng quý giá mà họ đang khiêng vào nhà thờ thánh Giorgio. Ở đấy, thời niên thiếu Ngài đã học chữ. Ở đấy về sau Ngài thuyết giảng lần đầu. Và ở đấy cuối cùng, Ngài nhận lấy nơi yên nghỉ đầu tiên của mình. Vị cha đáng kính rời bỏ con tàu thế gian đang đắm chìm vào năm thứ 1226 sau Chúa nhập thể. Ngày thứ 4 trước mồng 7 tháng 10, chiều thứ 7 và được an táng ngày Chủ nhật. Sau đó, thánh nhân bắt đầu phản chiếu ánh sáng phát xuất từ thánh nhân Thiên Chúa và tỏa rạng bằng nhiều phép lạ. Sự thánh thiện cao cả của Ngài mà thế giới đã từng biết đến khi còn sống qua những gương sáng về đức công chính trọn hảo và xem như là kim chỉ nam cho cách sống, nay vào lúc Ngài ngự trị cùng với Chúa Kitô, lại được xác nhận từ trời qua những phép lạ thực hiện bởi quyền năng Thiên Chúa để mọi người thêm vững tin. Tại nhiều nơi trên thế giới, các phép lạ hiện hách của Ngài và các ơn ích dồi dào lãnh nhận được qua Ngài làm cho lòng nhiều người cháy lửa yêu mến Chúa Kitô và thúc đẩy họ tôn kính đấng thánh của Chúa. Các việc kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện qua tôi tớ của người là Francisco được tán dương qua lời truyền miệng và được chứng thực bằng việc vang đến tai Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9. Vị chủ chân của Hội Thánh đã hoàn toàn tin chắc vào sự thánh thiện phi thường của Francisco. Không những bởi nghe thuật lại các phép lạ sau khi Ngài qua đời, nhưng còn qua kinh nghiệm bản thân của mình khi thánh nhân còn sống. Qua những điều đã tận mắt thấy và đã sờ tận tay, Đức Giáo Hoàng không nghi ngờ chút nào về việc Francisco đã được Chúa tôn vinh trên trời. Để hành động cho phù hợp với Chúa Kitô mà Ngài là vị đại diện,
Sau khi cầu nguyện và suy xét, Ngài quyết định tôn vinh thánh nhân dưới đất bằng việc công bố thánh nhân xứng đáng được mọi người tôn kính, để cho thế giới được hoàn toàn chắc chắn về việc tôn phong con người rất thánh thiện này. Đức Giáo Hoàng truyền ghi lại các phép lạ đã được biết và cho các nhân chứng đủ tư cách xác nhận. Sau đó, Ngài trao các chứng từ cho các vị hồng y xem ra ít thiện cảm nhất với việc này. Nội dung được xem xét cẩn thận và được tất cả các vị chuẩn nhận. Với sự đồng thanh nhất trí và chấp thuận của các chức sắc có mặt lúc đó tại giáo triều, Đức Giáo Hoàng ban lệnh phong thánh. Đích thân Đức Giáo Hoàng đi đến thành Assisi ngày thứ 17 trước ngày mùng 1 tháng 8 năm thứ 1226 sau Chúa Giập Thể, nhằm ngày Chủ Nhật, và cho ghi tên người cha vinh phúc của chúng ta vào sổ các thánh, trong một nghi lễ trọng thể và lớn lao không thể kể hết ở đây. Vào năm thứ 1230, ngày thứ 8 trước mùng 1 tháng 6, khi các anh em đang tụ họp để cử hành một tổng tu nghị tại Assisi, thân thể Ngài, một thân thể đã tận hiến cho Thiên Chúa, được chuyển về vương cung thánh đường vừa được xây dựng để tôn kính Ngài. Trong lúc di chuyển kho tàng linh thiêng đã được ghi ấn tích của Đức Vua Chí Tôn Chúa Kitô, đấng mà vị thánh đã được nên đồng hình đồng dạng, đã thương thực hiện nhiều phép lạ để nhờ hương thơm cứu độ của Ngài, các tín hữu được lôi cuốn để chạy theo Đức Kitô trong lòng kính mến. Con người lúc sinh thời đã làm đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu thương đưa lên thiên đàng như Enoch qua ơn chiêm ngưỡng, đã được cuốn lên trời như một cỗ xe bằng lửa như Elia qua lòng yêu mến nhiệt thành. Nay con người ấy đã nở tươi giữa các bông hoa trong vườn hoa của mùa xuân vĩnh cửu trên trời. Như vậy thật là chính đáng nếu hài cốt của Ngài lại tỏa hương thơm ngát từ chỗ yên nghỉ. Như con người diễm phúc ấy lúc sinh thời đã chiếu sáng qua các dấu hiệu nhân đức kỳ diệu thế nào, thì từ ngày qua đời cho đến nay, ở nhiều nơi trên thế giới, Ngài tiếp tục chiếu sáng qua các phép lạ phi thường để quyền năng Thiên Chúa được rạng rỡ. Thực vậy, nhờ công nghiệp của Ngài, người mù kẻ điếc, người câm kẻ què, người bất toại kẻ phù thủng, người bị quỷ ám, kẻ mắc bệnh phong cùi, người bị đắm tàu, kẻ bị giam cầm, mọi bệnh hoạn tật quyền, mọi thiếu thốn và nguy hiểm đã được cứu giúp. Nhiều người chết cũng đã nhờ Ngài mà được hồi sinh, và qua đó các tín hữu thấy rõ quyền năng uy hùng của đấng tối cao, biệt đãi các đấng thánh của Người. Xin dâng lên Người vinh quang và danh dự cho đến muôn đời. Amen. Phần còn lại của quyển sách nói về các phép lạ đã được thực hiện sau khi thánh nhân qua đời. Ban biên tập kênh YouTube Sách và Bạn sẽ thực hiện trong những chương trình lần sau. Xin mời quý vị đón nghe.